anh này cao ráo mà đẹp trai nữa, mình phải không tấn công á thì coi chừng chia tay lớp là mất anh này sao. Dù sao là mình quen anh này để mốt lấy cái gen sanh con cho nó đẹp. Em bận công việc em mới nói là anh ở nhà trông con nha. Sau khi là xong việc thì 7 giờ tối em về, mà về nhà thì chồng không thấy mà con cũng không thấy, em mới gọi điện thoại là anh với con đang ngoài quán nhậu rồi em. Hôm nay quý vị dành tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Ồ, thấy không chị? Rồi, mời hai bạn. Cặp vợ chồng nhìn rất là đẹp đôi. Em tự giới thiệu đi. Em tên là Phan Thế Bảo, năm nay em 30 tuổi. Hiện em đang làm trong ngành khách sạn. Em tên là Nguyễn Thị Dạ Thảo, năm nay em cũng 30 tuổi. Em làm nhân viên kinh doanh. Chắc có lẽ là hai bạn gặp nhau ở một đâu đó, chắc chắn phải gặp ở khách sạn đúng không? Tụi em học chung với nhau năm cấp 3 là 3 năm, rồi quen nhau 7 năm. 10 năm là 10 năm mới cưới. Chia sẻ về cái ngày đầu gặp nhau đi. Năm lớp 10 thì vợ em hiện giờ đang thui mà đang nhức lớp nữa. Em đặt... đâu đen đâu. Dạ bây giờ hình như đổi máu hay sao. Là em cho nguyên cái biệt danh là Thảo Mộc. Em đón nhận cái biệt danh đó với một tâm trạng như thế nào? Dạ em rất là ghét cái anh này. Hồi đó thì anh này trong lớp thì là cao nhất lớp mà ốm nhom ốm nhách à. Mà cứ hay đi theo chọc ghẹo. Vậy thì ảnh đã đặt cho em một cái nickname như vậy, chắc chắn em phải đáp lại ảnh một cái nickname chứ. Em đặt cho ảnh nickname là chú xe ôm. Ngày xưa em cũng ốm chứ không có bự con như bây giờ. Có bị bạn bè chọc ghẹo không? Tình hình năm lớp 10 cũng không thích nhau đâu, chỉ là đi theo chọc chơi vậy thôi. Thì nói chung những bạn trai mà trong lớp á, thấy em chọc vợ em là khoái lắm, hùa theo. À, con đen nó vô con đen. Đúng học trò dễ sợ thiệt. Mỗi lần nghe vậy chắc giận lên lắm đúng không? Bây giờ mình đang suy nghĩ hoài, không biết từ cái đó làm sao yêu nhau đúng được. Rồi. Lớp 12 chia tay lớp thì có hẹn nhau ăn một buổi tiệc, thì em mới nghĩ trong đầu là cái anh này cao ráo mà đẹp trai nữa, mình phải không tấn công thì coi chừng chia tay lớp là mất anh này sao. Dù sao là mình quen anh này để mốt lấy cái gen sanh con cho nó đẹp. Rồi mục đích tối cao, mục đích tối cao này chưa hỏi ra. Giống như người ta thường hay nói là hy sinh đời bố cũng cố đời con. Lúc đó là thực sự yêu chưa hay là chỉ suy nghĩ là để cải tạo nòi giống thôi? Dạ, chỉ suy nghĩ vậy thôi chứ tại nghĩ thôi. Rồi sao? Vợ em tỏ tình lãng mạn lắm anh, mình quen nhau đại. Lãng mạn ghê. Dạ. Lúc đó em cũng đang buồn tình, cũng đang nói chung là cũng chưa có bạn gái mà cũng đang xỉn là nhiều gật, mình gật cũng đâu có chủ động được, mình gật. Dạ. Anh xả vô điều kiện. Anh ơi quen đại đi anh ơi. Rồi qua ngày hôm sau sao? Qua ngày hôm sau thì giống như là hai đứa bạn bình thường, đâu có tỏ tình gì đâu. Chưa yêu đúng không? Dạ. Chưa yêu. Hỏi bây giờ cũng hỏi vậy, vậy thì bao lâu thì mới yêu nha? Cũng quen một thời gian thì bạn gái em muốn giới thiệu em với gia đình của bên gì. Chứ không phải là giới thiệu với ba mẹ trước. Bình thường thì em rất là thích uống bia. Bữa đó khó ở trong người hay sao á. Em vô bàn ngồi được 2-3 lon vậy đó em bỏ về. Nhà gì em thì ở tận Hóc Môn mà các anh thì tự nhiên chở em bên đó rồi đùng đùng bỏ về không biết lý do gì hết. Nên là em rất là giận. Em nói là kỳ này về là phải chia tay luôn. Về nhà em viết một cái lá thư dài lắm. Cái lá thư nó dài, thiệt là dài, nhưng nó lãng nhách à. Cứ một cái nội dung được viết đi viết lại là bây giờ hai đứa mình còn nhỏ quá, thôi lo học đi. Mà lúc đó lớp 12 xong rồi còn học gì nữa. Rồi em thấy anh với em nên để một thời gian rồi tìm hiểu nhau thêm. Rồi cũng đoạn đó cái hồi lại lặp lại thôi, mình cần phải đi học thêm, luyện thi đại học gì đó. Mà ra tới một trang nữa. Viết thư mà bị dấp đĩa đó phải không? Ủa nhưng mà nè, rồi viết thư chia tay vậy rồi cuối cùng có đồng ý chia tay không? Đồng ý liền. Ủa vậy rồi làm sao gặp lại? À, lúc đó là cũng gần đến Tết thì trong lòng cũng xôn xao. Nghe xôn xao, dạ, trong lòng ta xôn xao đó. Dạ. Cái là thì em mới quyết định là lên kế hoạch chinh phục lại. Mình cũng nó cũng chảnh mà. Không có qua năn nỉ đâu, cứ lượn xe qua lại, hy vọng người ta thấy được mình vậy đó. Làm bộ thấy đi qua đi lại gì đó đi qua, đi lại. Em thấy anh cứ chạy qua chạy lại nhà em hoài nhưng mà em không thèm kêu để coi ảnh làm cái gì. Chạy hoài thì nó chán quá cho nên thôi đâm thẳng vô nhà luôn. Bây giờ muốn hỏi tiếp nè, khi mà quý xe thẳng vô nhà rồi sao? Với đâm anh... cái xe vô nhà thì vợ hỏi đi đâu. Mình cũng đâu có năn nỉ, mình nói anh qua lì xì cho em. Lúc đó là em thấy tự nhiên mình đã chia tay rồi mà tự có người lại lì xì mình, có tiền là mình cười tiếp mắt mình nhận liền. Lúc đó là hết giận nhau và làm lành lại chưa? Nói như vậy thôi nhưng mà cũng chưa có chịu đi chơi. Em với bố vợ em hiện giờ là cũng rất là hợp với nhau. Khi mà giận như vậy thì em cứ vác thùng bia ra ngoài ngồi với bố vợ là mọi chuyện được giải quyết. Tức là mỗi lần mà vợ em giận em không làm lành với vợ
mà em mua chuộc bố vợ bằng một thùng bia. Rồi cuối cùng sau khi nhậu xong rồi ba em nói gì với em? Khi nhậu xong thì lúc nào ba em cũng khuyên em là mày không làm lành với Bảo đi. Thấy nó đàng hoàng đẹp trai vậy mà không chịu nữa. Giận hờn gì hoài. Rồi bố em bắt bố là em phải làm lành trước. Hai bạn cùng tuổi mà cái đầu bạn này ghê thiệt. Bất cười bất cười. Vậy thì bao lâu thì hai bạn mới quyết định đi đến hôn nhân? Quen nhau 7 năm mới thì tới hôn nhân. Vậy thì sau khi cưới có điều gì bất ngờ ở chồng em không? Nếu như quen nhau 7 năm á, 7 lần sinh nhật á thì tặng chung có một món quà. Món gì? 7 cái đồng hồ treo tường. Trời ơi. Tại sao tặng đồng hồ treo tường? Lúc đó là em thích đồng hồ lắm. Cho nên em nghĩ em thích thì vợ cũng phải thích thôi. Lúc đó 7 cái thì treo ở đâu? Dạ, treo từ phòng khách rồi phòng ngủ nhà bếp. Thế thì bây giờ còn tặng đồng hồ nữa không? Dạ không, bây giờ có thay đổi rồi. Sau khi cưới thì tặng đồng hồ đeo tay. À cũng đồng hồ nhưng mà đeo tay. Chừng nào thì đeo chân đấy ông ơi. Dạ chưa có cái kiểu đó. Tụi em á có nhiều những cái ngộ nghĩnh dễ thương quá. Quen nhau 7 năm rồi mới cưới. Vậy tụi em có tuần trăng mật không? Dạ có. Tụi em đi tuần trăng mật ở Nha Trang với Đà Lạt. Đà Lạt là rất là lãng mạn. Dạ đúng rồi. Coi như cũng lãng mạn được, ở ngoài Nha Trang cũng được 2-3 ngày. Rồi quyết định ra Đà Lạt thì bố vợ kêu là gia đình bên vợ là sắp lên Đà Lạt chơi chung rồi đó. Hả? Tức là đi hưởng chung. Dạ hưởng chung tụi em. Em nghĩ chắc là đùa thôi. Đùa hay là thiệt? Lên Đà Lạt một cái là bà ngoại vợ, dì của vợ nè, rồi mẹ vợ, bố vợ, anh chị vợ, không còn thiếu một ai. Trời ơi. Ok nè. Cả nhà ta cùng hướng từ trăng mật. Dạ. Mới lên cũng bực mình lắm. Bực chứ đúng không? Hai vợ chồng trăng mật tự nhiên nguyên một gia đình vợ lên cái cuốn cây cây lắm. Nhưng mà đến trưa là kéo bàn ra dọn cái là tự nhiên vui. Không, chỗ đó cũng hay mà. Hướng từ trăng mật chung cũng vui. Như vậy là mối tình này bền chặt lắm nè. Tụi em khó có thể nào giận nhau lâu được lắm. Bởi vì ở đây đã có sự hậu thuẫn cực kỳ của bố em rồi. Thế còn em có điều gì phát hiện ở vợ em sau khi cưới không? Khi mà lúc quen nhau á thì vợ em lãng mạn lắm. Đi chơi là ôm mình chặt lắm. Rồi về nhà cũng nhắn tin là nếu mà không có anh ôm thì sao em ngủ. Đảng lãng mạn vô cùng. Cái đến lúc cưới xong thì mình nằm ngủ mình ôm vợ mình. Cái mình thấy vợ mình thức hoài. Ủa sao vậy? Tại em có cái tính là hay giật mình tỉnh ngủ lắm. Nên là em ngủ phải góc riêng chứ đừng ai ôm chung em ngủ không có được. Dạ từ đó về sau là không bao giờ ôm vợ. Dạ. Gì mà lời nói không đúng với việc làm. Đúng rồi. Dạ nghe. Có ôm có ôm. Từ lúc lấy nhau giờ là mà nay nó ngủ là không có ôm nhau à? Dạ anh ôm có ôm. Trời bất ngờ quá. Em bất ngờ không? Cũng có bất ngờ. Tại vì rõ ràng á là em ơi quen nhau tới 7 năm trời á mà không biết được cái yếu điểm gọi là cái tật đó ha. Mà vẫn tin vào một cái lời nói đó. Ôi không có anh ôm làm sao em ngủ được. Chà. Mừng đúng không cưng? Dạ, rất là trời là... ơi. Đó ôm liền ai dè. Dạ, đụng vô rồi. Là chết liền. Đụng vô là thức. Thế thì em mong muốn là vợ em thay đổi gì? Vợ em thì sau khi cưới hay thích đi dạo phố. Cứ đúng 7 giờ là phải đi ra đường. Wow. Vậy hả? Dạ một tuần đi đủ 7 ngày. Sao vậy em? Em đi làm cả ngày rồi chồng cũng đi làm cả ngày. Nên là tối thì hai vợ chồng đi ngoài đường cho nó lãng mạn. Ngắm phố vườn có thay đổi gì không? Thì em mà mong muốn thay đổi vợ em là bớt đi dạo phố một chút. Để cho thời gian cho đi nhậu đó chứ. Dạ đúng rồi. Còn ngoài ra còn gì nữa không? Chồng em thì cũng hay đi nhậu lắm anh. Khi mà có con á thì rất là kỹ tính. Em mà muốn dắt con đi đâu chơi cũng không cho hết. Sợ là con ra đường bị lạnh rồi bị tay chân miệng bị đủ thứ hết á. Có một lần á thì là em bận công việc em mới nói là anh ở nhà trông con nha. Sau khi xong việc á thì 7 giờ tối em về. Mà về nhà thì chồng không thấy mà con cũng không thấy. Em mới gọi điện thoại là anh với con đang ngoài quán nhậu rồi em. Lời nói cũng đúng việc làm nữa. Có nghĩa là cái gì kỹ quá, cái gì cũng sợ con bị này bị nọ bị kia. Mà hốt con đến một cái nơi mà có tất cả mọi thứ mà em sợ đó. Nhưng mà nó nằm trong tầm kiểm soát của em, nó ngồi kế bên em mà. Nhưng mà tay chân miệng nè, cảm nè, rồi bia rượu nè, thuốc lá nè, đủ thứ chứ bộ. Lúc đó em cũng quên hết những lời của em nói với vợ. Đó thấy chưa? Rồi em mong muốn chồng em thay đổi cái gì nè? Chồng em là bớt nhậu lại đi. Và phải lãng mạn hơn. Tới hồi sinh nhật vợ hay cái gì hay tặng hoa cho vợ, tặng quà khác đi. Đừng có tặng đồng hồ nữa. Bây giờ vậy nè, mình tính vậy có được không? Một tuần 7 ngày thì mình đi ra đường 3 ngày thôi. Còn 2 ngày thì mình tặng hoa. Còn 2 ngày kia thì em cho chồng em đi với bạn bè. Có nghĩa là em cũng chỉ có 3 ngày thôi. 3 ngày phải đi vòng vòng ngoài đường. Còn 4 ngày kia thì 2 ngày em bù lại bằng hai bó hoa lãng mạn rồi. Còn 2 ngày em được đi chơi với bạn bè rồi. Đó là được cả đôi đường đó. Thấy được không? Được chưa? Rồi vậy thôi. Rồi xin cảm ơn hai bạn. Tại vì em thấy mỗi lần mà em có chuyện buồn với bạn trai á thì em kể cho anh nghe. Sẵn bằng bạn ra không? Đúng rồi, đúng không chị? Ví dụ như em không có nói nhiều đâu. Ví dụ như em nói
thôi mà mới mà chưa hiểu nhau mà, nhưng mà phải sửa mới được. Nhưng mà nó muộn sửa không được đâu. Đâu có sửa được. Được đâu. Em tên là Trần Đăng Khoa, năm nay 32 tuổi, sống và làm việc ở tại Cần Thơ chị. Và đây là vợ của em. Dạ. Dạ em thì là Ngô Thị Hồng Nhung, năm nay em 30 tuổi, hiện tại em đang là nhân viên văn phòng. Em cũng đến từ Cần Thơ. Như vậy là các bạn từ Cần Thơ lên đây để tham gia chương trình của chúng tôi. Dạ. Dạ. Wow, trời ơi. Quả là rất đáng quý mà em chị. Trời quá là xúc động. Mời hai vậy thì hai bạn rất hãy nhiều. Nói cho Thuận và chị Vân biết là hai bạn quen nhau từ khi nào? Dạ em với ảnh thì biết nhau hồi cấp 2 lần. Em học lớp 7, còn ảnh thì học lớp 9. Mà tụi em thì học chung một cái phòng học với nhau. Em học buổi chiều, còn ảnh học buổi sáng, ngồi ngay một bàn luôn. Thì có một lần á, em với lại hai người bạn cùng bàn mới phát hiện là ba cái anh học buổi sáng á viết chữ lên bàn để quay bài. Thì tụi em mới gửi một cái tối hậu thư ghi là nếu như tụi anh không xó thì tụi em sẽ mét cô. Qua hôm sau em nhận được một cái lá thư cũng từ học bàn, nhưng mà cái nội dung là muốn nhận làm em kết nghĩa. Huynh muội đó, huynh muội đó. Chị với anh Thuận biết tại sao mà phải làm em kết nghĩa không? Ba anh em ngồi bàn không được rồi, cái này quay bài bị phát hiện rồi, thế nào cũng bị mét cô. Thôi giờ nghĩ cách sao mới được. Cái loại đó là thôi nhận làm em kết nghĩa thì dù gì anh em cũng không mét. Biết đâu lần sau quay bài còn được nữa thì sao? Đâu biết được. Quá tốn vài ly chè thôi. Thế là em mới hậu bút tâm thư cũng quyết liệt lắm, gửi cho bạn ở dưới để làm em kết nghĩa. Lúc mà em nhận được cái lá thư đó đó thì em có đồng ý không? Dạ có. Em thì cũng rất là ngạc nhiên, sau mấy anh này trả lời lại nói là nhận em kết nghĩa là tảng lờ cái chuyện kia. Nhưng mà tại vì tụi em lúc đó lớp 7 mà cũng đang trong cái tuổi mà muốn kết bạn bè thêm anh em khoái, cho nên nhận. Mà lúc đó thì em chỉ chơi thân với hai anh kia à. Dạ, em không có chơi thân với chồng của em giờ. Tại lúc đó là ảnh vừa cao, vừa ốm mà đeo thêm cặp kính cận, nó nhìn xấu quắc à. Em không có thấy gì, ảnh có gì hấp dẫn em chứ. Cơ duyên nào mà khiến cho hai bạn yêu nhau? Lúc đó thì tại kết nghĩa là mình gọi là chơi chiêu kết nghĩa thôi mà mình cũng không để ý lắm. Nhưng mà vẫn là cái hai người bạn cũ. Cái em bận được thời gian em lên thành phố Hồ Chí Minh này em học. Thì em học đại học á. Em học đại học 4 năm trời sau quay về mới gặp lại cô bé này. Tự nhiên thấy trời sao giờ cô bé này dễ thương quá. Coi như là trổ giò rồi ha. Khác xưa quá. Nhưng mà qua điều tra tình hình thì em thấy chết, cô ấy có người yêu rồi. Giờ sao giờ? Em mới moi đủ mọi kế sách nữa thôi. Không bằng biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vì tốt nhất là mình tận dụng mối quan hệ là anh em kết nghĩa nè chị, để mà gần gũi cô ấy, để hiểu cô ấy với cái đối thủ ngầm ngầm kia của mình là ai. Thì cũng trời xui đức khiến sao cô ấy cũng tin tưởng mình như hồi xưa. Thì mọi chuyện vui buồn giận hờn vậy đó kể em nghe hết, cái em vô tình trở thành quân sư tình yêu. Tình yêu quân sư là coi như là tan đàn xẻ nghé rồi đó, rồi bây giờ dính vô quân sư đó. Thật ra thì đến bây giờ em biết cái ý đồ của ảnh, tại vì em thấy mỗi lần mà em có chuyện buồn với bạn trai á là em kể cho ảnh nghe. Sẵn toàn bằng ra không? Đúng không chị? Ví dụ như em không có nói nhiều đâu. Ví dụ em nói thôi mà mới mà chưa hiểu nhau mà, nhưng mà phải sửa mới được. Nhưng mà nó muộn sửa không được đâu. Đâu mới sửa được. Được đâu. Với lại lúc đó là ảnh cũng hay đăng những cái bài thơ đó. Tại tính em thích lãng mạn, cái ảnh cũng không nói gì, không có ghi là tặng Nhung, nhưng mà cứ đăng khơi khơi vậy đó. Mà những cái bài thơ mà ảnh đăng tặng em là em đọc là em biết là cho mình không à. Đăng ở trên một cái trang diễn cá nhân á. Em còn nhớ một trong những bài thơ lãng mạn mà em viết mà trong đó nó có ẩn ý để mà tặng cho vợ mình không? Cái này chắc vợ nhớ nhiều hơn em. Thôi để vợ kể rồi vợ đọc đi. Lúc đó ảnh vừa từ thành phố trở về thì ảnh mới đăng là về thăm lại phố cũ, thăm lại cổng trường xưa, ngập ngừng không dám hỏi, ta là khách mất rồi. Dạ. Mà tại sao cái câu thơ hay như vậy mà của mình mà mình không nhớ là lý do gì? Đừng có nói là đạo thơ của ai nha. Hay là thấy cái bài đó nó hay quá rồi lấy ra tặng cho cô ấy. Thì lúc đó em mới nói là trời sao cái ông gì đâu mà ông tâm lý như vậy. Rồi quan tâm hiểu em, chia sẻ với em, lúc nào em buồn là cảnh xuất hiện à. Em mới nghĩ là chắc trên đời này không còn ai hiểu mình mà quan tâm mình mà lãng mạn với mình giống như vậy chứ. Tại vì thực ra cũng mới chia tay đối tượng kia mà đúng không? Dạ. Lúc đó là giờ em yếu nhất, mà trong binh pháp lúc địch yếu nhất là quýnh liền. Không, là quýnh liền. Yếu nữa là...
Rồi chắc chắn là tấn công. Thật ra thì khi quen nhau mới biết là anh không có lãng mạn chị. Thay vì dắt em đi chỗ dành cho tình nhân thì anh dắt em toàn là đi uống trà Phong Đình không à. Dạ em chơi cờ tướng. Trời ơi. Rồi bàn với em chuyện Nam Quốc diễn nghĩa. Em phát hiện ra trời thì ra lòng em không có hề lãng mạn như mình nghĩ. Rồi quan trọng hơn là những cái bài thơ mà hồi trước anh viết cho em á, đúng như chị nói là anh chôm của mẹ không à. Trời, chôm của mẹ em hay là chôm của mẹ của em. Mẹ dạy gian làm thơ gì lắm. Em chôm. Tại sao những cái bài hay như vậy mà bài của mình mà lại không nhớ là sao? Sao này biết chắc là có lẽ là có giận không? Dạ không có giận lắm, nhưng mà nghĩ đó mình sao mình dễ bị dụ dữ vậy. Đọc thơ mà không tưởng tượng cho một người khô khan vậy sao viết được thơ. Cũng dễ thương ha. Rồi sau đó thì đám cưới. Dạ, tụi em yêu nhau được 1 năm rưỡi thì quyết định kết hôn. Rồi sau khi cưới nhau về có những cái chuyện vui gì không? Dạ có chứ. Dạ có chứ. Sống với nhau thời gian thì em phát hiện là ảnh cực kỳ nhát gan. Hãy mà ở trong xóm hay đâu có chuyện gây gỗ là ảnh là người chạy đầu tiên. Có một lần hai chồng đang đám cưới thì hai chồng đang ngồi ăn nghe cái quạt nó bị kêu. Thì nó kêu cái tự nhiên còn đang chưa hiểu chuyện gì xe hết thì nhìn ra đường thì ảnh ra ngoài rồi. Dạ. Suy nghĩ cái quạt kêu ghê lắm. Cái quạt kêu ghê lắm, bọn nó kêu cành ghê lắm. Nhưng mà em có tiêu chí của em là thôi kệ ai đó nói nhát sống dài. Tiêu chí sống đó. Dạ, tiêu chí nhát sống dài. Nhát sống dài. Chứ gửi có chuyện gì xu cho mình thì sao chị? Thôi đứng ngoài nhìn vô cho chắc. Ngoài chuyện nhát em còn phát hiện ra là ảnh làm biếng. Dạ. Dạ làm biếng lắm. Ủa? Tại vì sống ở nhà không biết làm biếng. Chứ hồi xưa là xiên đưa em đi đó. Bây giờ thì làm biếng. Ví dụ như em nhờ ảnh á làm ra muống là phải lặt cho kỹ. Đưa cho ảnh là ảnh cứ sắp nó lên. Cắt 3 nhát trong 30 giây là xong. Rất là đơn giản. Nói chung là làm cái gì cũng nghĩ ra làm cho nó nhanh. Xong rồi nghỉ ngơi. Vậy á. Dạ. Mà sao vậy? Tại trước sau mình cũng ăn phải không chị? Ăn khúc đầu, khúc giữa, khúc đuôi. Bây giờ mình lặt thì cũng vậy thôi đúng không? Sao giờ mình để nó lên đó mình xối nước cái mình chặt nó bỏ lỗ. Xong xào đơn giản đúng không? Sau khi cứ về rồi thấy vợ mình á có gì không? Vợ mê xương thương Hồng Kông quá. Anh không tưởng tượng đâu là vừa về nhà là bật tivi lên là bật đúng thương Hồng Kông từ sáng tới chiều. Wow. Hoặc là lên mạng gì coi đó. Mà em không đổi kênh gì được hết trơn á. Mà mỗi lần em thấy gình á, vợ em đưa làm chuyện cái em đổi kênh. Vợ em nói sao anh đổi kênh của em? Cái nói em đâu có coi đâu. Để anh coi đi. Không cần coi, em nghe được rồi. Em không có cần coi, em tranh thủ em làm chuyện khác. Dạ. Tức là nghe cái lòng tiếng của mình đó phải không? Để hiểu nội dung câu chuyện thôi. Dạ đúng. Trong khi á, anh toàn thích xem phim cấp 3 không? Trời ơi, trời ơi. Dạ không phải. Sao vậy? Why lý do từ từ để hỏi xem như thế nào đã. Em cũng là đàn ông mà. Cái dạng phim mà nhảy nhót nhí nhố anh chị, phim mà tôi tin á. Trời ơi, cái đó là phim dành cho những em học sinh cấp 3. Trời ơi, tôi tưởng nó là phim cấp 3 kia. Đó, thấy chưa? Chị nói cái đầu óc này là dễ sợ, rụng hết tóc là lý do đó đó. Ai biết, tại tiếng Việt mình phong phú quá. Dạ, mà em thì em thấy là phim nó đâu có gì hay. Câu nhức đầu nè, mà không có mang tính chất gia đình gì hết á. Có nghĩa là bây giờ chồng vẫn thích cái sở thích coi phim của các bạn học sinh cấp 3 tuổi teen. Còn vợ thì vẫn thích xem phim Hồng Kông. Hồng Kông. Rồi có mâu thuẫn không? Thật ra coi phim Hồng Kông thôi em cũng không nói đi. Nhưng mà coi xong rồi so sánh chị. Trong phim ta lãng mạn quá, anh không lãng mạn gì hết vậy. Cái so sánh hoài của anh suốt cái bực luôn á. Trời ơi em ơi, trong phim mà phim không có thiệt như ngoài đâu. Không có thiệt. Không tin em hỏi cái diễn viên đó là chắc không có đâu. Nhưng mà tại em thấy ngộ lắm, lúc yêu nhau thì khác chị. Yêu nhau á ha thì lúc nào tối nào cũng dẫn em đi uống trà hết trơn á. Còn từ lúc mà cưới nhau về á là từ uống trà chuyển sang uống rượu. Thấy em á kêu đi đâu thì còn làm biếng, chứ mà vợ bạn của chồng á, bạn của ảnh mà gọi đi uống rượu là đi liền. Thật sự mà nói á, vợ tối ngày coi phim ngoài mình không biết tin tức thời sự gì hết trơn á. Em hỏi chỉ với anh thử là đi ra ngoài nhậu với bạn mới nắm được tình hình tin tức thời sự đúng không? Mới nói chuyện, mới có chuyện để nói chứ. Nên là rảnh cái bạn alo cái là ra bàn chuyện chính sự. Cái gì có lý do hết đó thấy chưa. Rồi bây giờ làm sao? Em thì em muốn ảnh bớt mê bạn lại một chút. Thì đàn ông cũng đi nhậu được nhưng mà phải gán ở nhà để tiếp em. Nói chung là giữ được cái không khí hơi lãng mạn hồi xưa cũng được. Với lại một cái nữa là ảnh bớt ở dơ. Dạ. Tại vì gì mà ở dơ hả? Không có tin à? Dạ. Tại vì ảnh á là giống như là có một cái điều là nói chung là nó không có hay như vậy. Là ảnh có thể mặc một cái quần mà cả tuần không giặt. Tại vì ảnh có một cái quan niệm rất là đơn giản là ngửi mà không có hôi, thấy mà không có dơ là mất tiếp.
À, chị thấy đúng không? Cái là phong cách là người sinh viên. Thôi ông dơ. Tiết kiệm là quốc sách. Hỏi dơ là sao? Dơ là khi người ta thấy cái quần mình dơ và người ta ngửi thôi là dơ, còn không thôi thì đâu có dơ. Vậy cần gì phải giặt? Tiết kiệm đó. Cái quần đó có dơ hay là như nào chỉ có vợ mình biết thôi đó. Chứ còn người ngoài là không có biết, đúng không? Rồi, thế còn bạn muốn vợ mình có thay đổi gì? Cái chuyện này quan trọng chị. Anh thử em là con trai thì đàn ông thì chắc nó không có kỹ mà chị ơi, vợ em kỹ lắm chị ơi, kỹ dữ lắm luôn. Trời ơi, cái ga mà chạy thẳng lên em ngồi xuống không được. Dạ, bớt kỳ kỹ chút. Ủa, rồi á, có khi nào mà ở nhà mà hai bạn mà ngồi mà nói chuyện với nhau về những cái mà mong muốn của mình với cái người bạn đời của mình như thế này không? Dạ, thật ra là nhờ chương trình này em mới ngồi em nhớ lại á. Chứ bình thường nếu mà có giận nhau thôi một hai ngày nó hết thì em nó cứ dồn ở trong đó đó, mình không có rảnh mình moi nó ra, tại vì mỗi ngày đều công việc rồi thêm có con nữa. Dạ, thành ra con cái nó chiếm hết thời gian của em mà, thì cái hai người không có rảnh nói. Khi mà em đăng ký tham gia chương trình này là em phải kéo anh lại ngồi nhớ lại đi vụ gì hay nhớ lại, chứ thật ra là hai người không có thời gian mà ngồi trao đổi với nhau được vậy đâu. Đó thì đó, rõ ràng là hai bạn sau khi có những cái buổi mà ngồi nói chuyện hiểu nhau như thế này thì tự thân các bạn đã thấy được cái nào là cái mình cần phải giảm đi, cái nào là cái mình cần phải tăng lên cho cái cuộc sống hôn nhân của mình nó bền vững, đúng không? Thực ra đây bớt phim một chút xíu thì đây sẽ bớt đi nhậu thôi, là tại vì có thời gian coi thời sự ở nhà, không có lý do gì mà đi nhậu để mà biết tin tức ở ngoài nữa, đúng không? Xin cảm ơn hai bạn. Mày mà ốm mà da đen mà tóc dài, mình thì mình cũng phải xử lại thôi. Thì chị này chỉ có lượng mắt nhìn, tháng hai tháng không nhậu nhưng mà một nhậu là đi cả tuần luôn. Có thương vợ không? Thương nhiều không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Ngồi đi cưng, ngồi đi. Xin chào hai bạn. Hai bạn có ai giới thiệu cho mình? Em tên là Nguyễn Thanh Long, nên em 26 tuổi, hiện tại là nhân viên ngành điện. Còn em? Dạ, em tên là Hồng Ngân, em 27 tuổi, em là nhân viên của công ty xây dựng. Hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Quen từ cấp 3, cùng học lớp luôn, tụi em được xếp ngồi chung. Vợ em thì ngồi trước, em thì ngồi sau. Nhìn vợ em lúc đó thì hơi gầy mà ốm, mà da đen, mà tóc dài. Nhìn thì tưởng là hiền, nhưng mà chọc vô một cái thì sẽ hối hận không thể tiếp được. Đó, hối hận hơn. Mà sao? Dạ không có, tại vì em ngồi trước thì anh này thì anh không có nói chuyện nhiều, anh im ru à, nhưng mà em cứ tưởng là hiền lắm. Thì cái người ngồi kế bên là người đó hay phá em, mà không ngờ là hai người thông đồng để chọc em. Đó, cho nên mỗi lần chọc hay bị bút viết đồ thước kẻ rồi nó quăng xuống. Quăng ném ra sao vậy đó? Dạ. Mà chắc mà ném gì là chắc chồng em hưởng hết luôn. Dạ đúng rồi, tại ngồi ngay sau lưng em luôn. Rồi. Tức là ai cũng tưởng ngộ nhận người kia, tưởng người kia hiền, cuối cùng không ai hiền hết. Rồi đến khi nào tình yêu là chưa lúc bắt chưa có yêu nhau. Dạ, học chung thôi cưng, tại vì lớp 10 mà yêu nhau là bị đánh đó. Biết em biết, nhưng mà đánh là đó. Đến khi nào thì hai bên lúc đó là ghét nhau đúng không? Vẫn còn ghét nhau vô cùng. Dạ. Ghét tới năm mấy, lớp mấy thì bắt đầu hết ghét. Dạ không có ghét, tại vì ngồi trong lớp biết là con trai thế nào cũng chọc phá vậy thôi. Nhưng mình cũng đâu có vừa đâu, mới là chọc mình thì mình cũng phải xử lại thôi. Đó là cứ liên tục cho đến hết lớp 12. Sau khi học tốt nghiệp cấp 3 thì cũng có mất liên lạc một thời gian. Nhưng mà tụi em thì biết nick chat của nhau qua bạn bè rồi đó. Ủa, có nghĩa là tụi em đi mỗi đứa đi một hướng. Dạ đúng rồi, ra trường đại học đúng không? Dạ đúng. Rồi nhưng mà vẫn là chat vô với nhau, Facebook với nhau. Dạ. Mỗi ngày cứ nhắn tin rồi lên mạng cứ chat qua chat lại. Rồi bao lâu thì em thích cậu? Chắc khoảng nửa năm á. Rồi bên này trả lời sao? Thiệt tình là cũng đợi lâu lắm rồi. Thì có nghĩa là cũng có để ý và có cảm dạ. tình với anh này đúng không? Dạ đúng. Trong thời gian yêu có chuyện gì vui không? Cái mối tình học trò nhiều cái kỳ cục lắm em. Anh này á, thật sự là cái tính ảnh rất là tốt với mọi người, đặc biệt là nữ mà chân yếu tay mềm, mà thấy mà người ta làm gì cũng được là nhiệt tình giúp lắm. Trong cái thời gian mà tụi em quen nhau á, thì tụi em cũng có đi làm chung với nhau nữa. Đó, mà làm chung chỗ bạn nữ khác á, có cần giúp đỡ thì lẹ lắm, nhưng mà tới người yêu của mình cần giúp đỡ thì đứng xa xa không kịp. Dạ anh làm thì sợ người ta nói. Làm chung thì quản lý rồi nhắc nhở là này thiên vị người này đi người kia. Hiểu rồi. Mà hỏi mà làm giúp người kia thì chị này chỉ có lượng mắt nhìn. Nói chung là thương người ngoài hơn đúng không? Dạ đúng. Tính dễ thương nha. Bao lâu thì em mới cầu hôn? 5 năm sau tụi em mới cầu hôn. Wow. Rồi lấy nhau là tụi em lấy nhau được bao lâu? 2 năm rưỡi rồi. Hai năm rưỡi. Dạ. Yêu nhau 5 năm.
Dạ. Giờ là 7 năm rưỡi là cận kề với nhau rồi. Dạ. Ủa Vi, còn sau là... khi cưới có bất ngờ ở những cái tật xấu nào của chồng không? Chồng em thì rất là kỹ tính, nhiều khi làm mà kỹ quá đi. Dù về mà em xếp đồ đạc không đúng chỗ là thế nào cũng cằn nhằn suốt à. Rồi còn gì nữa không? Chồng em thì thực sự là rất là ít nhậu. Nhưng mà một lần đi nhậu á, từ thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 có đi đều hết. Ví dụ thấy 2 tháng không nhậu nhưng mà một nhậu là đi cả tuần luôn. À, lúc nào cũng có lý do để tức đi nhậu. Là nhậu là ta là một tháng nhậu 5-6 lần, còn đây là 5-6 tháng nhậu lần, mà lần nhậu bằng 5-6 tháng. Ngoài ra còn gì nữa không? Chắc hết. Còn vợ thì sao? Bây giờ biến giặt đồ xong mẹ mang lên cái nhờ vậy phơi đồ một cái là chồng có yêu vợ không, có thương vợ không, thương nhiều không thì phơi đồ giùm chồng vợ luôn đi. Giặt đồ trước luôn hả? Rồi cái gì nữa cơ? Mỗi lần em hỏi thì vợ em không trả lời. Em hỏi nhiều lần luôn cũng không thèm trả lời, mà không biết, em không biết phải là cái câu hỏi em nó chưa tới lên não hay sao cái gì em ra em hỏi hoài hồi nữa mới thấy trả lời. Ủa lý do gì mà giờ tay đang suy nghĩ, tại nhiều khi mình suy nghĩ ra câu trả lời mà em biết sai không trả lời lại được liền. Sao em không nói rằng là anh ơi từ từ để em suy nghĩ? Đã chưa kịp nói từ từ nữa là nói làm gì ta hỏi không trả lời. Không khỏi hỏi nữa à? Thế bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi thì em muốn vợ quan tâm chồng con nhiều hơn. Ủa em chưa quan tâm chồng con hả? Dạ không hẳn là không quan tâm, tại vì nhiều khi em có khuyết tật là về mà nghỉ ngơi hoặc là cầm lên cái Facebook liền máy tính bảng thằng sao là cứ lên Facebook cứ quẹt liên tục. Ồ vậy đó hả? Còn em? Dạ chồng em thì vẫn có chăm con, vẫn có phụ vợ rồi chăm sóc nhà cửa, nhưng mà khi mà đã mở máy tính mà mở truyện tranh lên hoặc là chơi game rồi cái là có vợ có kêu đến cỡ nào cũng không xuống. Vậy là hai tụi em cũng đồng thanh đồng thủ quá rồi. Cái người thiệt thòi duy nhất là con của hai em thôi. Dạ con đang chơi với bà nội chứ. Ở tóm lại là ơi, con của mình chứ đâu phải con của ông bà đâu. Ở tóm lại là em mong muốn chồng em thay đổi điều gì nhất? Em có nêu ý kiến gì thì từ từ hả nói khẳng định là sai hay đúng. Tại vì mỗi lần mà em có nêu ừ chồng ơi mình làm này nha, giờ rảnh quá hà, giờ nghĩ làm sao vậy? Cứ mỗi lần em ra ý kiến là cứ bị như vậy. Tức là bớt phản bác ý kiến của em lại một chút. Dạ. Đúng không? Chịu luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu. Dạ. Chứ đừng có lâu luôn luôn lắng nghe mà lâu lâu mới hiểu. Đúng không? Dạ. À, các cái lỗi mà của tụi em nó là một cái điều mà tất cả các cặp vợ chồng đều có chứ. Dạ. Mà cái mong muốn của hai người giống y như nhau thôi. Có nghĩa là quan tâm tới chồng chút, tới con chút, bên đây quan tâm tới vợ, tới con chút bằng cách là bớt Facebook đi, bớt game đi. Bây giờ là dành cho nhau và dành cho con. Tại vì nói nghe nè, con là con của mình chứ không phải là con của bà nội hay là con của bà ngoại. Dạ. Cái nó cần tình cảm là cần tình cảm của mình, cho nên tụi em phải chịu khó dành thời gian gần gũi con mình nhiều hơn nữa. Khi các em làm được điều đó tự nhiên các em sẽ cảm thấy gần gũi nhau hơn. Dạ. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ. Rồi, cảm ơn các bạn. Chưa xong đâu, tới gần ngủ á, em mới mở đèn ngủ nó không có cháy. Mà cái đèn nó cũng ngộ đó. Em đụng nó vô thì nó cháy. Em không đụng nó thì nó tắt. Mặc dù công tắc em mở rồi nha. Em thức lên nó thôi lên, chạy đi ngủ trong bóng tối đi. Cái tắt đèn lớn tự động đèn ngủ cháy. Em tên Nguyễn Văn Kiệt, năm nay em 24 tuổi. Em là giáo viên dạy hóa tại Cần Thơ. Đây là bà xã của em. Dạ em tên là Thùy Linh, năm nay em cũng 24 tuổi và em đang là giáo viên dạy toán của Cần Thơ. Có nghĩa là hai bạn ở dưới Cần Thơ lên đây đúng không? Dạ đúng ạ. Có vẻ là phải cảm ơn hai bạn đã từ dưới Cần Thơ mà các bạn lên đây để tham gia với chương trình. Chắc có lẽ là hai bạn là trước đây là bạn bè mà bạn học với nhau rồi biết nhau trước rồi đúng không? Dạ đúng rồi, hồi cấp 2 á thì em mới chuyển trường mới thì em có gặp được ảnh. Cái ấn tượng đầu tiên của em là nhìn ảnh khô khan lắm, cái mặt lúc nào cũng hết lên vậy nè, đi không có nhìn ra phía trước, nhìn của người là vô duyên lắm. Chẳng qua cái chân này tại vì lúc đó do là lớp trưởng nên thường hay chỉ huy các bạn xếp hàng, nhưng mà em thì tướng hơi nhỏ con nên phải ngướng lên để nhìn phía sau coi hàng nó thẳng chưa. Lòng đồng nghiệp người ta vậy cơ. Thì cái ấn tượng đầu tiên của em về vợ em đó như nào? Em cũng chưa biết gì cô ấy á, cho đến khi trường mở ra cái lớp bồi dưỡng học sinh giỏi máy tính bỏ túi á thì em với cô ấy học chung. Mà em tức lắm, đi thi á là chỉ có được một đứa đi thi thôi, cái cô thiên vậy cô cho ảnh đi, cô kêu nó thôi con ở nhà đi, nhường cho Kiệt đi. Ôi lúc đó em ghét thiên nữa chứ. Em nói tại sao phải nhường cho ạ bạn? Ủa con trai phải nhường sao? Mình tại sao mình phải nhường? Mẹ hóa mẹ toán. Ừ mà bên đây lại được đi thi. Dạ. Ghét là phải rồi đúng không? Rồi bao lâu thì em mới để ý đến vợ em? Sau khi cái đợt học máy tính đó xong, khoảng vài tháng sau trường lại mở thêm lớp bồi dưỡng dạy vật lý. Thì không biết sao em với cô ấy lại vào cùng lớp đó.
thì chị biết lúc đó là cảm giác em gọi là quan gia ngõ hẹp. Gặp tụi bạn cũng vui lắm nên chị bắt hai đứa em phải ngồi kế nha. Gai gai đó. Rồi có lần khác thì lại phá cửa phòng lại nhốt hai đứa em vô chung. Trời ơi, hai đứa nó làm gì? Sao dám làm gì ông? Hỏi khó nói không mà trời ơi. Em lấy bài á, em đi ra chỗ khác em ngồi để cho mấy bạn không có dị nghị. Vốn không ưa thằng cha này đúng không? Nhưng mà sau cái lần đó là em để ý vợ hả hay sao? Sau lần đó cũng chưa có gọi là để ý cho lắm. Tới đợt mà cuối khóa đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh á, thì lúc này em mới ấn tượng thật sự nè. Cái đề thi cũng cho khá là khó. Có một câu khó nhất em giải ra được, nhưng mà bà xã thì giải không ra. Thì em cũng tình thiệt thôi, em chép giấy em đưa lên. Cô ấy đọc xong cái phản ứng rất là gay gắt. Cách giải của bạn sai rồi. Không chép, chứ không chép rồi. Em nói kệ tham khảo rồi chép đại đi. Đúng hay sai cũng được, không chịu chép. Lúc ra thì ra khỏi phòng thì thầy sửa mới biết là em đã giải đúng rồi. Mà thật sự lúc đó em rất là ấn tượng với cái cá tính của cô này. Và sau đó mới để ý luôn. Dạ, lúc đó thì em cũng chưa có gọi là thích lắm đâu. Cuối năm học, các bạn làm lưu bút truyền tay nhau. Cô ấy cũng làm một quyển lưu bút gửi cho em. Các bạn viết xong thì tính đến lúc em nhận á, thì ngay chăng em có đợi sẵn 4 câu thơ. Em đọc thử 4 câu của em. Dạ, xa nhau một chuyến 3 năm, giống nhau chung bóng chăn rằm nhớ nhau. Thà rằng trăng sáng lòng đau, 36 độ trước sau trăng tròn. Lúc đó em thì cứ nghĩ là cô này cô làm tình viết cho em. Tại vì nghe ngay trang của em. Lúc đó các em mới nói lại là 3 năm xa cách 3 năm, ngày mong tin nhạn đêm nằm nhớ nhau. Dù không nên nghĩa chầu cao, nhưng mình vẫn phải như cao với chầu. Mà cái này là em làm hay em sưu tầm? Dạ thơ đó là 999 cho em viết ra luôn. Em đọc câu đó em xúc động không? Em nhận lại xong cái em mới viết lại 4 câu khác. Vì ai bạn phải vô tình, vì ai bạn phải lau mình trong thơ. Ngày đêm thương nhớ thẫn thờ, ra vào thấp thỏm ngẩn ngơ trong lòng. Wow, trời ơi, anh trai. Bình thường á là anh té đó là bao giờ cũng là có một cái gì đó nó bất ngờ đúng không? Nhưng mà lần này quá té hay, lần này té đây là cái té nữa, là cái té ngưỡng ngộ. Văn á thì làm thơ là nó bình thường rồi đúng không? Còn cái này toán hóa làm thơ mới là lạ. Rất là ý nhị nghe. Rồi em có trả lời nữa không? Dạ có chứ. Vì nàng ta thức bao đêm, vì nàng ta phải học thêm dài dài. Vì nàng chẳng phải vì ai, vô tình đã biết đêm ngày tương tư. Hay quá. Lúc đó em mới hỏi ngược lại á, là nàng kia tên họ là chi, hãy giải bài kẻo phân nghi lòng này. Tình yêu giống thật trong đầy, nhưng tình căm đính có hay được lòng. Trời ơi. Lúc đó em mới viết là hai câu ngắn gọn á. Nàng kia họ Phạm chữ Thị, biệt danh Bạch Cúc chữ Thị tên Linh. Nhận luôn không em? Dạ lúc đó em cũng chưa nhận lời nữa. Tại vì thật sự thì học chung cũng biết mà học giỏi thiệt, nhưng mà chưa chắc mình hơn mình cái đầu. Đốn lần nữa thôi dạ, tôi với bạn ra mình chơi bàn cờ cá rô. Cái hai bàn đầu em với anh về. Cái tay bạn thứ ba không biết sao anh thắng em rồi. Nghĩa là anh thắng em toàn phần đó. Dạ. Rồi rồi. Là yêu bao nhiêu lâu ta? Thời gian chúng em quen nhau là tới 6 năm rồi. 6 năm rồi đó. Từ lúc mà yêu cho đến lúc cưới nhau thì có bao giờ mà em giận chồng em được? Dạ có. Lúc mà anh làm thơ với em á thì em nghĩ anh là người lãng mạn lắm. Nhưng mà tới lúc yêu thật sự á thì anh không phải lãng mạn được như vậy. Lễ Tết hay là sinh nhật em vậy đó, khi anh cũng không nhớ luôn. Cái không có một lời chúc mừng, cũng không có một món quà, không có gì hết, làm rất là buồn. Tại vì đối với tánh của em không có để ý những ngày như Noel, 14 tháng 2. Em cũng không có quan tâm đó. Sao cứ vợ em nhắc rồi em có thay đổi không? Đã đỡ hơn chút. Đã đỡ hơn chút hả? Hai bạn quen nhau vậy rồi cái lúc mà ngỏ lời cưới thì là ai ngỏ lời trước? Là em lời cưới. Hả? Em ạ. Tại vì con gái ở dưới quê thì ai cũng muốn lấy chồng sớm. Em với anh quen nhau cũng 6 năm rồi. Đi tới đi lui thì hàng xóm ta cũng dị nghị. Em nói thôi anh ơi, mình cưới đi. Tìm hiểu đủ rồi. Anh thì anh không chịu. Em muốn là tự mình có khả năng tổ chức cái đám cưới cho riêng mình, không có phải nhờ vào cha mẹ giúp đỡ. Em muốn ra trường có việc làm ổn định rồi em mới tự tổ chức đám cưới. Mà cô ấy cứ đợi cưới qua ha. Rồi có gây lộn không? Hai đứa giận nhau thời gian cũng khá là dài. Mấy tháng luôn. Mấy tháng sau á, em có cái học bổng đi du học. Đó cái em vẫn còn giận, nhưng mà em nghĩ lại, bây giờ đi học tới 4 năm rồi. Bây giờ bỏ cô ấy ở nhà rồi, đó tôi đi lấy chồng khác rồi sao? Em mới đem cái chuyện này em thưa với mẹ. Em bất ngờ lắm.
mẹ nó cưới liền. Ủa cưới liền xong rồi có đi du học không? Thời gian đó cũng buồn rồi, kể anh ơi, 21 anh đi du học anh bỏ em ở nhà mình nên em làm gì cho hết 4 năm ở đây, nói sao không biết nè, anh ở nhà anh bỏ luôn cái du học luôn. Em rất là xúc động về cái việc đó. Thế là sau khi hai vợ chồng lấy nhau về thì có những cái sự bất ngờ gì ở người bạn đời của mình không? Chồng hay hứa lắm, em nói với chồng là 21 anh đừng lấy họ Nguyễn, anh lấy họ Hứa đi. Ồ vậy đó hả, tức là hứa mà không làm hả hay sao? Cũng có làm mà làm chậm trễ lắm. Đám cưới xong cái anh Hứa nói để anh dẫn em đi Suối Tiên chơi. Lúc mà Hứa là đám cưới cái qua Tết. Qua Tết cũng không dẫn. Đâu tới hè cái anh ấy mình đi nơi nào gần gần hơn chút đi, giờ mình đi chợ nổi cái găng đi. Cái Hứa cái tới Tết làm thứ hai cũng không dẫn em đi. Anh lỡ Hứa là mình đi gần gần với em, giờ mình đi bến Ninh Kiều đi. Bến Kiều sát bên. Ngày nào em cũng đi ngang đó hết trơn. Cũng quan cho em, mặc dù không có dắt đi Suối Tiên thiệt, nhưng mà kỷ niệm một năm ngày cưới em cũng dắt cô ấy đi khu du lịch Đầm Sen với đi chơi Phú Mỹ Hưng mà. Nó cũng được lên tới Sài Gòn rồi đúng không? Lên trên đây là đi về liền hay là ở lại? Có ở lại một đêm. Ở lại chứ sao vậy? Cái ở lại đó thì hai đứa là bị quê cái trận nó cũng hơi đó. Ủa sao em? Vô cái người ta đưa chịu khó phòng đi lên, cái thấy cầu giao điện. Em làm nói cách luôn, em làm cũng là cái nói với họ anh ơi, chạy xuống kia tiếp tân đi, giờ mình làm gì cũng không được chứ. Thì lúc đó em cũng biết thế rồi. Thì em mới chạy thẳng xuống tiếp tân, em nhờ anh đi lên. Gặp anh tiếp tân này anh cũng vui lắm chị. Không nói không cười nhá, đi thẳng lên phòng một đưa chìa khóa xong cắm thẳng vào cái khe phía trên cái công tắc á. Lập tức nguyên đèn điện máy lạnh gì chạy trơn. Lúc đó nói thiệt là hai vợ chồng em không biết trốn đi đâu mà cho nó hết quê. Cũng chưa xong đâu anh, tới gần ngủ á em mới mở đèn ngủ nó không có cháy. Mà cái đèn nó cũng ngộ đó. Em đụng nó vô thì nó cháy. Em không đụng nó thì nó tắt. Mặc dù công tắc em mở rồi nha. Em tức lên nó thôi lên chạy đi ngủ trong bóng tối đi. Cái tắt đèn lớn tự động đèn ngủ cháy. Đèn cảm ứng á. Dạ đèn cảm ứng ánh sáng. Nó còn bất ngờ gì nữa không? Em chỉ bất ngờ là ảnh thiếu lãng mạn với lại hai màn họ Hứa. Có nghĩa là ý em muốn là bây giờ á không hứa thôi, hứa làm liền đúng không? Dạ, đúng. Đó, phụ nữ là vậy đó Thuận à. Đừng có hứa gì trơn á, mà hứa là phải làm chứ đừng có thất hứa. Còn em bất ngờ gì vợ em? Em thì trước khi quen cô ấy thì cô ấy rất là chu đáo, lo chu tất mọi việc hết. Mà đến lúc cưới rồi á mới phát hiện ra cô ấy rất là hậu đậu mà lại mau quên nữa chứ. Cô ấy hậu đậu đến nỗi mà có một lần hai vợ chồng về quê mà đi đám cưới, đến lúc gì tới nhà lục đồ ra để mặc phát hiện là cô ấy không soạn cả bất cứ quần nào chứ. Trời ơi giỡn đậu. Đúng thế quá à, em phải đành mượn cái quần của cậu em vợ còn nhỏ xíu à. Nguyên nhà cười quá trời cười. Quần áo còn đỡ quên quần mệt lắm à. Là chỉ có cái ai quên thôi gì? Còn cái này sốc hơn vậy. Gì hả? Thôi. Em yêu cái cô này là gì? Để quá học giỏi, để làm thơ hay, để chu đáo. Nhưng sau này em mới phát hiện là em vỡ mộng. Thơ cô ấy đối với em hồi trước á, không phải do cô ấy làm ra. Chứ cho ai? Dạ do bạn của em làm ra. Em thì học tốt mà, thành ra em đâu có giỏi gì thơ đâu. Bạn kia trả lời giùm. Thường hát nghe cái tâm sự của các bạn thì những cái thói xấu vợ hoặc chồng kể về nhau á, đó là những cái tật nhỏ nhỏ mình có thể tự khắc phục được đúng không em? Dạ. Rất mong là hai em á sẽ có nhiều chuyến đi du lịch vui vẻ nữa nè, rồi yêu nhau nè và đẻ ra được những em bé mà giỏi y như là cha mẹ của mình vậy đó. Cảm ơn. Xin cảm ơn em. Vợ em mới đầu mới lên tiếng nói là thôi giờ em buồn ngủ á. Thôi em mình đi ngủ đi. Đó, dạng vậy đó nè. Rồi, kiểu này vô rồi. Vô rồi. Thì bắt đầu em cũng chở vợ em đi vô khách sạn. Lúc đó em tính bỏ ra, nhưng mà bỏ ra cái kiểu mà mình đóng kịch thôi. Khi mà em bỏ ra khỏi cửa thì vợ em nói anh ở lại với em tại vì em sợ ma lắm. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, hai vợ chồng đẹp đôi quá trời quá đất luôn. Dạ. Nha. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em là Kiều My. Năm nay em 26 tuổi, hiện em đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Em làm công việc gì vậy? Dạ, kinh doanh nông sản về tất cả các mặt đậu với lại bột, gạo, đồ. Gì à? Dạ, bò sỉ. Ngũ cốc đúng không? Dạ, đúng. Mà không? ở đâu vậy? Dạ, ở quận 5 ạ. Ở quận 5 phải không? Gần Thuận Kiều Plaza không? Dạ, đúng. Trời ơi, vậy là hàng xóm rồi. Thôi vậy mời đêm nay đi coi kịch ở chợ lớn luôn đi. Okay. Rồi, mời em. Xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận.
Em tên là Trọng Sang, năm nay em 28 tuổi. Em hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn luôn. Nói chung là hai vợ chồng em là chung nghề. Coi như là chung nghề bởi vì dễ kiểm soát nhau lắm nghe. Lần đầu tiên hai em quen nhau là như thế nào? Nói chung là lần đầu tiên em quen anh này là gọi là không có ấn tượng gì hết á. Mà mình ghim là ổng ghim nữa. Mà quen ở đâu? Tụi em chơi quen nhau ở trên mạng. Thì có cái anh chủ lúc ở đó, ảnh mời em vô. Tháng sau ảnh nhắn tin là anh hỏi em thì em có vô đi. Dạo này em đang ế phải không? Chị, em quay qua em nói, ủa sao biết em ế? Ổng nói, thôi vô đi, tức này trai đẹp nhiều lắm. Cái máu ghê, cái máu mà nổi mê trai á, mê trai á nghe là rần rần, em bay vô liền. Em nhắn tin, em nhắn mà cái kiểu dạng như cái bản tính em nó hòa đồng á. Giống như là ai mình cũng thân hết á. Em nhắn tin, hồi cái ông này nè, từ đâu ổng chui vô, ổng thả thính. À, người yêu á mà không nhắn tin với mình 6 tháng á, có phải là bị đá không? Em hỏi mọi người thả thính như vậy. Trong khi đó em quay qua em hỏi anh ơi, anh im luôn, không trả lời em luôn. Cái giống như là mình là cái con người vô hình vậy đó. Im luôn. Lúc có đó, phải là Sang lúc đó là đang bận coi như là chích chát với những phòng khác không? Dạ, tại vì em có thói quen á là em vô một cái group đó thì em thấy là những cái bạn gái mà vừa mắt mình á là em nhắn tin hết. Thả hết. Dạ, em rồi. Nhắn thường là thí dụ như là thiên thần là có thật. Hay là em có bản đồ không, anh có anh bị lạc đường rồi, cái kiểu vậy, thả thính vậy. Thì em cũng thấy bạn này thì cũng dễ thương. Em mới nhắn là em ở đâu, anh phi châu tới đó. Nhưng mà vợ em thì nhắn tin là em ở quận 12. Rồi im luôn chị. Em không trả lời. Im một phát, một ba ngày sau mới trả lời. Mày xa quá đúng không? Xa quá. Là lúc đó là chập hai, chập dạ. Hai là em ghim ở trong lòng rồi đó. Chủ trương của em là không quen xa, tại vì nhiều khi em lười quá. Rồi vậy thì làm sao mà các bạn đến được với nhau? Anh trong kể. Một cái lần up lúp. Cái lớp của em á là được một cái là hay tổ chức ca hát lắm. Để thỏa mãn đam mê á. Thứ nhất là em cũng đam mê hát hò. Rồi em dựa vào cái thế mạnh đó đó để em cưa gái. Thì em thấy chỉ có mỗi vợ em á là dễ thương thôi. Đẹp. Mà bắt đầu cái em thể hiện rồi em hát hò rồi cái kiểu là em lúc nào cũng tập trung và em nhìn để em chiếm lấy lôi cái tim. Lôi kéo đối tượng dạ. Đó. Lúc đó thì em thực sự là em bị ảo tưởng. Em bị ảo tưởng là em á quá hay. Tại vì thực sự là em á không hay đâu. Nó không phải nói là dở. Nhưng mà sau này khi em hỏi vợ em á, anh hát có hay không? Thì vợ em nói là anh hát hay lắm. Nhưng mà cái lý do tại sao vợ em khen vậy, tại vì vợ em hát quá dở. Vợ em hát quá dở nên thấy ai hát cũng hay hết. Thì ra là vậy. Dạ. Sau cái buổi hát đó thì đi tăng hai, đi ăn lẩu thôi. Ăn lẩu thì em ngồi đối diện vợ em, mà có cái anh bạn kia anh cũng thích vợ em, ngồi kế vợ em nữa. Nhưng mà vợ em không thích, vợ em đuổi ra. Anh đi chỗ khác đi. Cái buổi dạ. Tiệc đó là có uống rượu bia không? Dạ không. Dạ không. Sau tăng hai đó thì tới tăng ba. Tăng ba thì em hỏi là em về một mình vậy có nguy hiểm không? Có cần anh đưa về không? Thì vợ em cái kiểu cũng bật đèn xanh đó. Nói ơi, khuya rồi chị em đóng cửa không có mở đâu. Mẹ em khó lắm. Mẹ em dặn nếu mà đi chơi là phải về trước 12 giờ, sau 12 giờ là đi luôn, đi được có về. Đúng không? Dạ, kiểu kiểu vậy á. Dạ. Thôi để anh tiễn em về. Mà về đâu thì không biết. Rồi coi như là về đó. Em về đó là về quán cà phê. Cà phê em với vợ em nói chuyện tới 3 giờ sáng luôn. Không có gì để nói nữa, mòn mỏi. Thì vợ em bắt đầu mới lên tiếng nói là thôi giờ em buồn ngủ quá. Thôi em mình đi ngủ đi. Đó, dạng vậy đó nè. Rồi, kiểu này vô rồi. Vô rồi. Thì bắt đầu em cũng chở vợ em đi vô khách sạn. Lúc đó em tính bỏ ga. Nhưng mà bỏ ga cái kiểu mà mình đóng kịch thôi, mình cứ tử thế vậy á. Khi mà em bỏ ra khỏi cửa thì vợ em nói anh ở lại với em, tại vì em sợ ma lắm. Đó, rồi thì em ở lại thì vợ em tấn cái gối giữa. Tấn gối giữa thì em hai đứa cũng nhắm mắt ngủ. Nhưng mà trong cái lòng em á là em nghĩ là thì lỡ vô nằm giả bộ nhắm mắt chút xíu thôi rồi mình tính sao. Nhưng mà do mòn mỏi quá 3-4 giờ sáng rồi mệt quá rồi ngủ luôn tới 7-8 giờ sáng dậy rồi vợ em mới khều nó giờ em về em mới tức anh tức tụi mình mày làm gì sao cái kiểu vậy á. Đối thoại với chính mình. Dạ nhưng mà khi đó mình lỡ đóng tròn cái vai đúng không, mình phải đóng kịch đóng cái vai người tử tế là đúng rồi. Dạ. Người tử tế, một thanh niên trong sạch. Dạ nghiêm túc. Lúc mà chồng em ngủ luôn không làm gì hết, cảm giác em sao? Mình thì nói chung là nhiều khi em ngủ nhưng mà
trong lòng như cái sao không làm gì tôi đi trời. Xong giấc ngủ là thăng luôn, thăng à, tới sáng luôn. Dạ, rồi khi đưa em về á thì em nghĩ trong lòng anh này tốt, nhưng mà đâu có nghĩ là ở trong bụng ổng đang gài kế để dụ mình đâu. Ủa. Thì mình nghĩ trong bụng là anh này tốt à, chắc mình phải tìm hiểu ghi điểm đó đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Đâu có nghĩ là ổng đưa em về, tưởng đâu ổng đưa hết hết đường hết đi về tới nhà đâu. Đưa tới nửa đường ổng quay đầu xe ổng bay về luôn rồi. Ổng sao 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 quá em rồi. Em nói thôi giờ nhà em có việc thôi anh về trước, thôi để hôm khác mình gặp sau. Nhưng mà thực chất á là khi mà chạy ra ban ngày như vậy á, em thấy da giờ em trắng lắm. Em thấy em thích, em nói trời ơi đúng mẫu người mình rồi. Rồi lúc đó em mới mở lời, em mới nói là thôi anh với em về đổi avatar nhau đi. Tức có nghĩa là quen nhau đó. Đổi avatar thì từ đó là quen nhau luôn á chị. À vậy dạ. Đó hả? Trời ơi, cái buổi đầu tiên gặp nó cũng trất quớt quá ha. Không có gì kéo dài thời gian quá dạ. Là lúc đó em suy nghĩ về giới tính rồi đó. Bạn này cái phong cách, bạn cái style bạn cũng ngon lành lắm. Nhưng mà cái kiểu mà trắng trắng hơi công tử chút, mình đang suy nghĩ là mình có quen nhầm người không trời. Mình đang suy nghĩ cái trắng công nữa. Dạ. Em không công dạ, công đúng nữa. Đúng rồi. Rồi cái lần đầu tiên mà dẫn về nhà nữa, vừa dẫn về cái cô người làm á, bà nói Sang ơi sao tao nhìn mày giống BD quá vậy, tự nhiên sáng xuống đi làm tự nhiên tha son chi vậy má đó, môi đỏ chói à. Trong đầu mình suy nghĩ lại nữa, cái giới tính của ổng nó cứ làm cho mình phân vân á, nó có 50-50 dạ, hay không á. Dạ xong cái lúc đầu mà quen nhau lâu á, một tuần dặn một lần giận hơn. Dạ ổng có một bạn rất là thân thì ổng cứ nhắn tin với người ta hoài à. Người đó nhắn ông này trả lời, mà mình thì nhắn tin cho ổng á thì ổng không có trả lời liền đâu, thủng thẳng không trả lời. Dạ đúng rồi. Em tức mà em ghen luôn, nhiều khi em mới nhắn tin em hỏi là anh ơi, nhiều khi em không biết em là bạn gái của anh hay là cái bạn đó là bạn gái của anh. Cái người bạn trai kia lý do gì mà em lại bên trọng bên khinh với cái người bạn gái này của em? Dạ tại vì cái người bạn đó là nói chuyện với em rất là hợp, mà và nói nhiều cái chủ đề lắm. Nói chuyện trên trời dưới đất đủ thứ vấn đề hết á. Giống như là hợp gu á. Còn vợ em thì hạn hẹp hơn, không có nói chuyện cởi mở với em mấy vấn đề đó hơn. Nhưng mà tại vì đa số anh có nói với em đâu. Anh nói với bạn anh không à, anh chặt với bạn anh không à. Thật chị hỏi cái người đàn ông đó đã có vợ chưa? Dạ bạn đó còn độc thân, bà bằng tuổi em luôn. Nhưng tới mà, bây giờ luôn nhưng, dạ, nhưng tới mà... bây giờ luôn. Rồi sau khi mà em test chồng em đó thì á, em có thể bây giờ khẳng định một câu giùm cho chị với anh Thuận là cho yên tâm là cái người đàn ông này 50-50 hay là 100% thuần chủng? Dạ em còn 98%, còn 2%. Nghĩa thì vẫn còn nghi ngờ 2%. Các em là yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ 3 năm. 3 năm. Dạ. Ủa nhưng mà là em có lúc trước khi yêu á, là em có thường xuyên về quê của vợ không? Dạ có, về quê vợ là một cái kỷ niệm đáng nhớ. Quê vợ em thì nó không xa lắm đâu, mà nó nằm ngoài đảo á chị. Đảo đó là thuộc tỉnh Kiên Giang. Phú Quý hả? Dạ đảo Hòn Nghệ. Hòn Nghệ. Em lên xe em cứ hỏi hoài, em cứ hỏi là tới chưa em, tới chưa em, sao lâu quá vậy. Dạ em cứ nói chút nữa, gần thấy anh. Sắp tới rồi đó. Sắp tới rồi, cứ vậy hoài à. Thật ra tới nơi là tới cái bến phà. Có nhiều cái ghe lắm, mà cái ghe lớn không mà tàu đánh cá đó. Thì em cứ lúc đó em thấy rất là háo hức, em nói là nào giờ là mình không có đi biển mà đi ra đi cái kiểu tàu vậy, thấy nó cũng lạ thú vị, thử trải nghiệm coi sao. Nhưng mà đợi một hồi lâu á, thấy đằng xa tự nhiên thấy cái chiếc ghe có chút xíu vỏ lãi đó. Dạ đúng rồi, vỏ lãi như cái xuồng. Dạ cái xuồng ba lá em nhắc nè, bắt đầu em bị tụt cảm xúc, bị hụt hẫng luôn. Trời đất ơi, nghĩ sao đi cái ghe mà cái giữa biển mênh mông vậy, mà lúc đó là 5 người cộng thêm là cái cha cái ông cha ông cha, cha của vợ em đích thân ra đón. Dạ mà ngồi bao lâu mới tới nhà? Hình như là 2 tiếng đồng hồ. Dạ lên trên biển không? Lên trên biển rồi. Lúc cứ cưới nhau giờ là về được mấy lần rồi? Dạ cũng nhiều rồi. Em bây giờ là có thuyền lớn luôn chưa? Dạ chưa. Vẫn vậy đúng không? Dạ nhiều khi em đi đường xa bực bội vậy, nhưng mà khi em thấy cha của vợ em á, thấy chất phác á, thấy hiền, rồi thấy trên cái chiếc ghe nhỏ đó một cái người đàn ông mà lên đên giữa biển vậy để mưu sinh vậy, em thấy thương vợ. Em thấy thương vợ, thương cho gia đình vợ em hơn. Lúc đó là em mới bắt đầu có suy nghĩ là cái người này nè,
mình phải phải đặc biệt với mình rồi đó, mình phải chở che, phải bảo bọc. Cái tình yêu của hai đứa nó cũng dễ thương đáng yêu quá. Lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ được hai năm. Hai năm có em bé chưa cưng? Dạ có một bé gái. Một bé gái rồi, vậy là 100% rồi. Ở đâu ra mà 2% nữa? Bây giờ tới cái phần em biết cái chương trình Vợ Chồng Son cái đặc sản là gì không? Dạ. Cái phần gì biết không? Bốc phốt nè. Bốc phốt, bốc phốt. Dạ. Đang bị nhập mặt đó. Sao Sang? Có thật xấu gì không Sang? Thú vị lắm nè. Thật xấu cũng nhiều lắm. Vợ em á thì em nhà em là cái tánh em á là thích gọn gàng, kỹ nữa. Mà vợ em thì hay bừa bộn á. Em hay kêu là cái này sao em không dọn đi, cái kia không dọn đi, thì vợ em lúc nào cũng hứa hẹn á. Trả giá hẹn giờ cơ mà, chút đi, để chút đi, từ từ đó. Mà từ từ là không có làm. Mà khi mà em làm á, em làm thì em mới càm ràm. Có gì thật xấu nữa là, thứ hai nữa là hay đem điện thoại vô nhà vệ sinh lắm. Là ở lâu lắm đúng không? Dạ ở lâu lắm. Như vậy là hại sức khỏe, với lại không có được vệ sinh. Dạ lắm. Không phải đâu, tại vì em ngoài cái phụ ổng kinh doanh cái mặt hàng nông sản, còn cái phụ là em kinh doanh online thời trang. Nhưng mà mình phải trực cái điện thoại 24/24 để trả lời tư vấn khách. Thì mỗi lần mà ăn cũng cầm điện thoại, ngủ cũng cầm điện thoại, đi toilet cũng phải đem theo cái điện thoại nữa. Rồi em có ghen với cái điện thoại không? Dạ không, em người thoải mái lắm, em không ghen đâu. Nhưng mà vợ em thì ghen dữ lắm. Từ lúc mà lấy về á thì Facebook của em á coi như là em không dám like ai hết trơn. Fan nữ là chắc bị unfan hết đúng không? Dạ, có như lắm là không hết. Có giảm tương tác á. Hình em đăng thì dưới có dưới 30 like. Rồi trước khi có vợ là chắc 100+ đâu. Dạ dạ, cũng tạm còn vậy. 30. Trai nhắn tin với em thì ổng cầm cái máy, ổng trả lời, ổng hẹn người ta ra, ổng đòi đánh người ta mới ghê. Mà cái thằng kia sáu múi, to con vậy nè. Ổng đòi hẹn, mày ra đây đi, tao quất mày liền. Chị nghĩ cái thân hình vậy ra đấm một phát, một nằm sách, xả lai luôn. Là ổng ghen với em đúng không? Dạ. Nhân đây chuyển rồi đó, chuyển qua em đó. Bây giờ tật xấu ổng là gì? Dạ, tật xấu thì có cái tính là kỹ. Kỹ mà tới má chồng em á, mỗi lần mà lên nhà chơi á, vịn cái tay vô tường khúng cho nữa. Sợ dơ tay dơ tường. Rồi mỗi khi mà sinh em bé á, tóc em hay rụng á. Mỗi lần rụng cái ổng lấy cái chổi ổng quét, ổng lụm, ổng quét, ổng lụm, ổng quét, ổng lụm. Em nói trời ơi anh ơi, xin tóc rụng là chuyện bình thường. Thì bây giờ đợi từ đây tới tối đi, quét cũng được. Ổng nói trời là trời, biết cái tính anh kỹ mà. Đi tới đâu tóc rụng tới đó. Rồi có cái tật lảm nhảm nữa. Nói cái gì làm, kêu em làm cái gì mà em chưa làm nữa là lảm nhảm. Lèm bèm á, bị bệnh lèm bèm á. Dạ có cái tật đó đó. Còn cái tính xấu cực kỳ luôn. Là chuyên gia làm buổi sáng tới buổi chiều. Cái mùi cơ thể á, nó hôi á. Rồi cái quần á, ổng đi tắm á, ổng cởi cái quần ra, ổng được, ổng chạy vòng cái nhà vậy đó. Rồi ổng phải chùm lên, ổng chùm lên cho mình bằng được. Đó, cú tính. Dạ, thì nhiều khi á, mình quẩn á, mình đứng, mình coi tivi á, thì á, ổng chùm lên cái hai tay đứng sọt vậy nè. Còn á, mà có cái ngày mà đút cơm cho con ăn á, biết ổng chuẩn bị đi tắm, cái liếc qua ông con. Rồi chuẩn bị chạy ngược, chạy vòng cái nhà mà ngược chừng nào chồng được cái quần vô cái đầu em thì thôi. Còn thêm một cái tật bệnh nữa là sao? Ngủ nằm mơ thấy em ngoại tình, sáng sớm 4 giờ chui vô góc ngồi lướt cái điện thoại vậy nè. Em hỏi anh làm gì vậy? Em nói tôi nằm mơ thấy cô ngoại tình nè, tôi biết cô nhắn tin với ai, tôi mới nằm mơ tôi thấy cô ngoại tình. Trời ơi, mộng ghen. Ông tưởng tượng ông là ông có thằng giao cách cảm á. Mộng ghen. Tự nhiên sáng sớm dặn mình vô điều kiện luôn, dặn em là giống như là 2 ngày là đi ngang nhau, là hay hát cái bài mình bước qua đời nhau á anh. Hát cái bài gì đó đó. Rồi nhưng mà bây giờ còn bệnh đó không? Dạ vẫn còn. Chừng nào mơ mới bệnh. Chừng nào mơ mà có mơ thường xuyên không? Dạ lâu lâu thôi. Lâu mơ. Nhưng mà ổng ngoại tình nhưng mà kêu tên con khác là sao? Em không biết. Có không? Có, ngủ nằm kế em mà kêu mà kêu tên con nào á, em mới giật đầu không ngờ vậy. Rồi em có ghen ngược lại không? Dạ không. Vậy là cái tên đó là tên kiếp trước của em đó. Hay quá. Bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi cái gì? Nói chung là chồng em hoàn hảo hết rồi. Không có cái gì hết. Nhưng mà cái tật lẩm bẩm hay lẩm nhảm á, thì em nghĩ là lèm bèm. Thì đó, cái chắc đó, cái kiểu mà không thay đổi được đâu. Bớt cái lèm bèm đi đúng không? Em cũng mong là trên chương trình này anh bớt, anh lảm nhảm giùm em đi. Tại vì á, có con nó khóc vô cái lỗ tai, giờ anh mà lảm nhảm nữa cái là em bảo đảm với anh là tháng sau em đi vô nhà thương điên chắc luôn á. Rồi giờ tới Sang, em mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Em muốn vợ em á là dành thời gian nấu ăn nhiều cho em hơn. Tại vì em biết á là giữ con á, giữ em bé á, thì rất là áp lực.
với lại nó mệt lắm, nó cực lắm. Em mong muốn là sau này thí dụ như con của em lớn á thì vợ em sẽ dành thời gian nấu ăn nhiều hơn. Ừ. Chứ bình thường ăn cơm cực tiệm không. Ủa con hay mấy tháng? Quải quá. Dạ, không? Dạ 13 tháng nó chạy nhảy đúng dữ rồi. Lắm. Đâm ra cái đó mình phải dành thời gian cho bé nhiều bạn hơn. Bạn này á thì mong muốn được ăn cơm của vợ nấu. Bạn này là mẫu đàn ông của gia đình đấy nha. Ăn cơm dạ, của vợ nấu. Nói chung là từ cái lúc mà quen em á là hành hạ em dữ lắm, đi ăn cái gì là sai em lấy đồ rồi sai mà giống như là một con ở vậy đó. Thì bây giờ cưới là trách nhiệm với người phụ nữ là ảnh là người đứng đầu quản từ, hết. Từ khi mà dạ. Từ khi lấy về á là nó bị lật kèo, lật ngược thế cờ đúng không? Là mọi thứ là em làm hết. Ừ. Tập trung thời gian để lo cho bạn nhỏ của mình. Dạ. Nghe, và bạn nhỏ lớn lên chút nữa thì cô ấy sẽ sắn tay vào bếp rồi nấu những cái món ăn thật ngon để mà phục vụ cho anh. Đúng dạ. Rồi. Dạ. Rồi. Xin rồi. Cảm ơn. Cảm ơn tụi em nhiều. Tên là Nguyễn Thành Luân và em 31 tuổi. Em hiện là giảng viên của trường đại học. Rồi còn cô dâu. Dạ em tên là Đinh Thị My. Em là sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Sinh viên vừa tốt nghiệp là bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 23 tuổi. Trời ơi 23 bên này 31. Ô thế thì cái chuyện tình chú cháu như thế nào? Dạ em là sinh viên của trường. Thì ảnh là giảng viên cũng của trường đó mà cùng khoa với em. Hồi năm 2 thì ảnh ấy dạy em. Nhưng mà hồi lúc đó em nhìn ảnh vừa già vừa xấu vừa đen nữa. Ôi. Lúc đó là râu mọc dài đó nữa. Nhìn nói chung là không có cảm tình gì hết á. Bởi vì của nào trời trao của đó à, nhưng mà anh suy nghĩ hoài trong một cái giảng đường thì nó rất là nhiều sinh viên, tại sao không chọn những sinh viên khác để theo đuổi mà lại chọn cô sinh viên này? Lúc mới đầu thì em gặp bạn này ở trong lớp thì bạn hơi nhiều chuyện một chút. Ủa mặt này mà mặc nhiều chuyện hết trời. Trời ơi trong lớp thì hơi nói nhiều nên em cũng chú ý em nhắc nhở. Nên cũng có một chút ấn tượng. Nhưng mà lúc đó vẫn chưa quen. Tại vì tư cách là thầy trò thôi. Nên học xong thì thôi sau này mới gặp lại. Trong hoàn cảnh nào? Dạ khoảng 1.5 sau á. Mà hôm đó lại trời mưa nữa. Xong ảnh đi trễ giờ dậy. Em thì ngồi nói chuyện với một đám bạn. Tự nhiên ai không bắt em ra là cầm áo mưa đội ra để dẫn ảnh ra bên giảng đường. Ảnh đi dậy. Mà xui cái là 3 ngày liên tục của cái tuần đó đều trời mưa mà toàn là bắt em dẫn đi mà. Xong rồi em đi đòi trả nợ. Anh ấy nói là mai mốt tôi trả cô trà sữa. Thì ảnh chỉ mời lơi em thôi nhưng mà em đòi thiệt, ngày nào cũng đi đòi. Như vậy là phải cảm ơn ông trời. Đúng chưa? Thầy chỉ định hay sao là thầy đã ngầm là ngầm theo đuổi, ngầm để ý cô này rồi. Đúng không? Dạ không phải, tại vì lúc mà kêu làm tiểu luận hay làm bài á thì em cũng hay nói chuyện với bà này. Thì lúc đó thân hơn. Thân hơn thì em nhờ bạn là thôi em mang cái áo mưa em dẫn tôi qua bên bên chỗ lớp để dạy rồi em mang áo mưa về trả lại cho người ta. Bao lâu thì mới bắt đầu uống được thay đổi uống được bao nhiêu lần che được bao nhiêu cái áo mưa thì cái cách thay đổi xưng hô cái chuyển từ thầy sang anh. Sau cái buổi trà sữa đó về thì hai người nhắn tin qua lại cũng được 2 tuần thì anh đi từ thiện mới nhắn tin lời cái là bộ thầy quên em rồi sao. Cái ảnh mới điện cho em liền. Anh kêu là tại điện thoại tôi lên nó không có sóng này nọ. Tôi có mua quà về. Mà ảnh mua 2 món quà ảnh thử em. Một cái là một cái móc treo xe bình thường thôi. Còn một cái là có hình con trâu thì tên của ảnh. Cái ảnh mới đưa cho em nè chọn đi. Cái đầu tiên là em chọn cái móc bình thường thôi. Cái thấy mặt ảnh buồn buồn á. Xong cái giả bộ suy nghĩ lấy lại. Em lấy cái móc có tên của ảnh. Cái anh mừng quá về tới nhắn tin tỏ tình với em. Tối hôm đó là bạn nhắn tỏ tình sao? Không, em cũng hẹn đi chơi. Rồi hai đứa ngồi cho công viên. Rồi kêu là thôi giờ tôi cũng lớn rồi thôi nếu mà có tình cảm thì làm bạn gái tôi nha. Trời ơi ghét không. Để hỏi hỏi thầy cái nè, rồi lúc đó có phải giấu tất cả mọi người không? Dạ có, tại vì thường là nếu mà học trò mấy thầy giáo là hay bị thị phi lắm. Nếu mà tới nghiêm túc thì không sao nhưng mà tới kia đó là thị phi. Nên em cũng nói rõ với bạn là thôi quen nhau thì anh đi ăn uống hay gì đó thì đi xa xa chút chứ tới trường rồi mất công mấy bạn sinh viên với thầy cô khác đồn lên rồi bạn học hành của bạn lại bị ảnh hưởng. Ảnh chở em đi học mà bịt kính mít luôn xong rồi cái dục em ngoài trường cách 200 m trời nắng chang chang mấy em đi bộ vô mồ hôi một kê đổ ra giả bộ chị xe đi vô. Dạ giấu tới khi cưới luôn chị.
Nếu tới khi cưới luôn. Rồi dạ. Cưới bao lâu rồi? Dạ, dạ cưới được 6 tháng. Thôi là tức là mới xì ra đây. Chưa được nửa năm luôn. Tới lúc mà em phát hiện thì các thầy cô mới táo quả biết. Dạ. Nhưng mà như vậy là thời gian là bao lâu? Một năm, hai năm hay là bạn mến? Dạ quen có 5 tháng rồi. Cũng đâu có gì giống ghê đó. Giấu có 5 tháng trời. Đúng không? Người ta giỏi, ta giấu mấy năm trời luôn. Nhưng mà thôi cũng sao. Mà cái tình yêu của em với cô này á thì nó có ảnh hưởng tới cái trạng thái của em khi mà dạy học không? Nhiều khi cũng có chị. Thí dụ mà lâu lâu hai đứa vui vẻ với nhau á thì lên trên lớp vui lắm, không muốn về nữa mà hết giờ vẫn dạy tiếp. Nhưng mà bữa nào cãi lộn hay gì á, người khó chịu lắm. Rồi, lúc em đám cưới là em ra trường chưa hay là vẫn còn sinh viên năm 3? Dạ chưa, em lúc chưa, mà em là cưới là em năm vẫn là sinh viên năm 4, đang làm bảo vệ công văn. Sao không chờ luôn mà? Mà tại sao không chờ cho tốt nghiệp xong rồi cưới? Tại vì thứ nhất là anh cũng lớn tuổi, anh xuống xin ba mẹ em. Thứ hai nữa là nhà coi á, thì cái ngày tháng đó thì được, cho nên là mới cưới luôn. Nói chung anh cũng nghiêm túc lắm, tại vì lúc mà anh mới tỏ tình với em á là em chưa kịp trả lời là 2 giây sau là cầu hôn em luôn. Em ở chung với lại bên vợ hay là vợ ở chung với bên chồng? Dạ, vợ ở chung với bên em. Rồi mẹ của em là chắc là còn trẻ lắm phải không? Dạ, mẹ em hơn ảnh có 9 tuổi. Cái hôm bữa lần đầu tiên anh về nhà em chơi, cái em mới gạt ảnh kêu chị em á trên Sài Gòn mới xuống, em vô anh chào đi. Cái ảnh vô anh thao thao bất tuyệt xin mừng chị với em. Xong rồi tới lúc về em kêu là mẹ em á vô chào lại đi. Cái bắt đầu quê quá, vô chào lủi xe đi về luôn. Vừa về cái mẹ em kêu ê sao nó còn dạ anh tao đó vậy mày. Ủa vậy cha em có phải bằng tuổi với mẹ em không hay là? Dạ không, cha em hơn mẹ em 9 tuổi. Ý cha này là hơn mẹ 9 tuổi. 8 tuổi à, nó cũng xê xích 89 đó chị. Dạ, có nghĩa là con rể với lại là bố vợ á. Dạ. Là một hệ đó. Dạ. Em với mẹ, tức là cái hoàn cảnh nó giống nhau á. Giống nhau số phận giống nhau. Cũng là 89 đó. Tại vì ba của em là một người đàn ông của gia đình á, nên là em lấy ba em làm mẫu mực để mà em chọn chồng của em. Thì thứ nhất là về ngoại hình thì ảnh ấy giống ba em, tính tình á thì khác trời vượt, ba em thì chịu khó làm việc nhà lắm, còn ảnh ấy lười lắm. À bây giờ là đến cái chi tiết kể sau rồi đó. Cho kể luôn đi. Đi. Sẵn cái đà này. Dạ. Hồi lúc yêu em á thì hay xuống nấu spaghetti cho em ăn, hay là chở em đi xem phim, hay là đi chơi. Nói chung em thích đi đâu là đi hết á. Còn thôi bây giờ lấy nhau về á là kêu anh ơi dọn giùm em cái chén ăn cơm đi, là không có thấy mặt mũi đâu hết á. Đóng cửa. Nhiều khi mà thấy em nấu ăn ở dưới á, ở trên đọc truyện, nhưng mà thấy em mà đi lên một cái là tắt màn hình điện thoại, nhắm mắt ngủ. À, giả ngủ. Xong rồi hả, nhờ vợ nhờ là anh ơi lấy cái đồ hay là phơi cái đồ, cái là em lấy từ sáng tới chiều rồi còn yên nguyên luôn. Rồi còn gì nữa không? Thì tối ảnh ngủ thì ảnh hay ngáy nữa, mà em ngủ mình quen rồi mà ảnh ngáy to quá em ngủ không được. Cái em quay ngược cái đầu lại là chân của em là ở phần trên á, cái nhiều khi anh ôm qua anh ôm ngay chân của em, anh bật ngược lại để tật xấu của chồng mà đôi mắt rất là lúng liếng sung sướng vậy đó. Ôi tôi rất là hạnh phúc với những cái điều xấu của vợ. Thì chồng em là ngoài là dạ có, tại vì em là học dốt lắm, học dốt tiếng Anh với lại tin học dốt vô cùng luôn, mà ảnh thì ảnh dạy tin với lại dạy tiếng Anh, nên là suốt ngày bắt em học là em thì em trốn rồi, cái xong mét mẹ em với mẹ em chửi em. Nói chung mỗi lần như vậy là em giả bộ em bệnh hay là em đau hay là em mệt hay gì đó em trốn hết. Làm lá yêu quá nghe, làm lá yêu chứ đâu. Cắt tiền tiêu vặt của em, có nghĩa là em mà không đi học là cắt cái khoản đó cho nhịn luôn. Không có tài khoản. Dạ đúng rồi. Rồi giờ tao kể tội của vợ. Bạn này bạn nói nhiều lắm anh. Sao? Nói nhiều lắm, em nghe em nhức đầu lắm. À. Dạ. Nhiều khi bạn có một vấn đề mà cứ leo nhéo liên tục. À, tới khi nào là mình làm mới thôi. Anh nhiều khi em la cho. Dạ. Còn cũng chẳng, bạn này khá là nhanh nhẹn với lại dễ thương. Chỉ có tật là hơi nói nhiều thôi. À, chỉ có nói nhiều rồi đúng không? Dạ. Hồi xưa quen nhau đó là ảnh hay rủ em đi Sài Gòn chung với ảnh đi dạy rồi ngồi đó đợi ảnh. Sau này em mới biết đó là ảnh rủ em đi Sài Gòn là để cho em nói cho ảnh đừng có buồn ngủ. Tại nhiều khi em đi trên đường nhiều á, em hay mệt á, hay ngủ gục trên xe á, cái đó khá là nguy hiểm. Nên có bạn này đi và anh cứ nói chuyện như vậy, nhiều khi em không có ngủ được. Rồi, em mong muốn anh xã này của em á là thay đổi gì? Em chỉ mong ảnh là hay phụ em việc nhà thôi. Tại vì nhiều khi mà em sống ở nhà em á là ba mẹ em cùng làm, xong rồi cùng nghỉ rồi cùng chơi. Em thấy quen rồi, lên trên đây á, chồng em cứ nằm gác chân đọc truyện thôi mà. Còn em mong muốn vợ em thay đổi gì?
Em chỉ muốn vợ em là siêng học hơn chút. Bạn lười lắm. Nhiều lúc em bắt học để nâng cao kiến thức thì phục vụ công việc của mình thôi. Nhưng bạn tìm đủ mọi cách là trốn không à. Bạn thầy có nghĩ rằng là do bạn này phải làm việc nhà nhiều quá cho nên bạn ấy bị mệt, bạn ấy học không vô? Đúng là một vài lần thì đúng là như vậy. Thì em không nói gì cả. Nhưng vài lần là bạn ấy cũng nằm chơi thôi. Em bắt học thì bạn ấy giả bộ là ôi nhức đầu quá. Nhưng mà bạn này là đã tốt nghiệp rồi đúng không? Dạ em vừa tốt nghiệp xong. Đã mà bây giờ chồng vẫn bắt học à? Dạ, tại vì cái chuyên ngành của em cần tiếng Anh. Học tiếng Anh thôi, chứ còn mấy cái kia thì không cần học nữa. Ngộ lắm em, có những người có năng khiếu học mà có những người không có năng khiếu học. Dạ. Giống như về sinh ngữ, có người có năng khiếu sinh ngữ mà có người học hoài học cũng không có được nữa. Dạ. Cho nên rằng là em lựa đi, lựa cái đường để mà tìm một cái hướng phát triển tốt nhất cho cái người vợ của em để mà đạt cái hiệu quả cao nhất. Chứ nhiều khi những cái người ta không thích rồi mình ép cũng vậy. Rồi đâm khi nhiều khi ép nhiều quá sinh ra xung đột đó vậy thôi. Còn chị cứ biết thay mặt chương trình là chúc tụi em có một gia đình thiệt là hạnh phúc, sau này nếu mà có thành viên mới thì sẽ là một khối gắn kết. Dạ em tiết lộ một cái điều bí mật là ngày hôm nay thì sáng nay em vừa mới phát hiện là mình có một cái thành viên mới. Ba mẹ là mong cháu lắm luôn. Đúng mới rồi. Hối cưới dữ vậy đó. Bạn này mới phải vượt rào mà cưới sớm vậy đó chứ. Anh vừa định chúc hai em thì em lại bật mí một cái tin vui đến vậy. Thôi thì chúc thêm lần nữa, chúc cho em bé khỏe mạnh và chúc hai bạn lúc nào cũng vui tươi và viên mãn và hạnh phúc này. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh chị. Vợ em là cũng có trục trặc thì hôm nay là cơ hội của mình. Tụi em vẫn có thể hàn gắn được, em không có thể nào chấp nhận cái lời tỏ tình của anh được. Đập bàn xong em lấy xe anh về luôn. Chúng ta sẽ tiếp tục với một câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai để xem họ sẽ mang đến cho chúng ta niềm vui gì đây. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em là Nguyễn Đặng Hồng Ân, hiện nay em là nhân viên check-in của hãng hàng không. Hiện nay em đang được là 31 tuổi rồi. Rồi còn em? Em là Võ Thanh Vi, em 30 tuổi. Em là nhân viên điều hành tour. Ân với Vi là gặp nhau trong trường hợp nào? Cách đây 6 năm về trước em làm ở sân bay, em là nhân viên an ninh soi chiếu. Còn ảnh là nhân viên thủ tục. Thì lúc đó thì tụi em chỉ làm đồng nghiệp thôi chứ cũng chưa có nghĩ gì hết. Tại vì lúc đó tụi em đều có bạn trai bạn gái hết rồi. Rồi vậy tụi em yêu nhau bao lâu rồi? Yêu nhau được 6 tháng rồi mà cưới luôn. Hả? Biết nhau 6 năm, yêu nhau 6 tháng. Dạ. Cưới luôn. Suốt cái thời gian mà làm việc chung với nhau ở sân bay không có yêu. Dạ, không có yêu. Bạn bè à? Dạ. Đến cái lúc cách đây 3 năm, đó là tụi em đang có trục trặc, em buồn. Em mới tâm sự với là chồng em bây giờ. Thì anh này không biết nghe rồi thấm sao đó em không biết. Nhưng mà lại mời em đi cà phê, rồi tỏ tình với em. Ủa, bạn cái đấy là nó nhanh đúng không? Dạ không, tại vì cái trong thời gian trước đó 3 năm á thì em cũng quen cũng nhiều mối tình, cũng tâm sự với vợ em, cũng có sự đồng cảm này kia. Sau này là thấy vợ em là cũng có trục trặc, lại có hoàn cảnh đi chang giống em hồi xưa. Thì em thấy thì kiểu này trước sau cũng chia tay thôi. Thì đây là cơ hội của mình. À vậy đó hả? Là xong lúc đó là em quyết định tỏ tình luôn. Dạ. Là cách đây 3 năm. Dạ đúng rồi. Vậy thì tại sao lại nãy chị nghe là yêu nhau 6 tháng? Cái đó là lúc đó là chưa thành công. Đây là cơ hội của mình. Nhảy vô nhưng mà nhảy không được đúng không? Dạ thực sự em hoang mang tột độ luôn, tại vì em không em, nghĩ ra em không nghĩ là ảnh lại mời em ra để tỏ tình. Cái em mới nói với ảnh á là thôi anh làm em sợ quá, em hay là thôi anh cho em thời gian 3 ngày để em suy nghĩ. Em suy nghĩ xong thì em mời ảnh ra em nói chuyện. Em mới nói với ảnh là tình cảm của em với bạn trai có rạn nứt, nhưng mà em cảm giác thấy là tụi em vẫn có thể hàn gắn được, cho nên là em không có thể nào chấp nhận cái lời tỏ tình của anh được. Anh nghe nói lúc thì đó, em giận lắm. Giận luôn. Em đập bàn xong em lấy xe em đi về luôn. Đập bàn xong lấy xe em về đúng vậy, đi về. Từ lúc đó là em xóa số điện thoại, xóa tin nhắn, xóa Facebook, xóa mọi Yahoo liên hệ liên lạc luôn. Quế đúng không? Sau 3 năm cái một cái buổi là tiệc họp mặt bạn bè, lúc đó em cũng buồn, ở nhà không làm cái gì. Em cũng đồng ý đi. Lúc đó lại không biết tự nhiên lại vợ em xuất hiện. Em nghi rồi, xong rồi có cái dắt bị gài. Nếu mà thực sự là có gài không hay là vô tình?
Thực sự ra là một sự tình cờ có sắp xếp trước. Em với bạn em hai đứa cũng bàn với nhau trước là bạn em sẽ mời anh này. Sau khi mà ăn uống xong với bạn bè xong thì em hẹn anh này ra bờ sông để tỏ tình luôn. Là em tỏ tình với anh? Dạ. Em tỏ tình với anh? Là lúc đó em với bạn trai là coi như chia tay? Dạ. Chia tay rồi. Sau nửa năm sau là em với bạn trai em chia tay luôn. Lúc đó em mới cảm giác hối hận quá. Dạ. Vậy là cái lúc em tỏ tình với chồng em tỏ tình sao? Hôm đó cũng hơi xỉn xỉn rồi. Cái em mới lôi anh này ra bờ sông. Em nói là anh ơi, làm người yêu của em khó lắm. Tại vì em khó chịu lắm. Xong rồi cái em ôm ảnh, em hôn ảnh luôn. Trời ơi. Ủa nhưng mà bên em chưa kịp rửa tay luôn là sao? Dạ, đang nghe nói chuyện em quay mặt ra thấy vậy em đưa môi lên lại em tới luôn. Tới liền chứ. Tới luôn. Rồi, tụi em nói là yêu nhau 6 tháng cưới luôn. Từ lúc quen đến lúc quyết định cưới là 6 tháng. Rồi. Từ lúc quyết định đến lúc cưới là 6 tháng. Rồi từ cưới cho tới bây giờ ngồi đây là bao lâu rồi? Gần 2 năm. Gần 2 năm. Rồi tại sao yêu có 6 tháng mà cưới? Ai bắt cưới? Em bắt cưới. Dạ, tại vì em cũng lớn tuổi rồi, ảnh cũng không có còn nhỏ nữa. Nên em thấy là nếu như mà mình đã đồng ý quen là mình cưới luôn. Cưới luôn, đó. Đúng rồi. Xong rồi cái em mới nói với ảnh là bây giờ anh mà không cưới là em đi Úc. Cái chồng em mới về năn nỉ mẹ ảnh là mẹ ơi con muốn cưới vợ. Mà lúc đó mẹ chắc đồng ý liền cái gì? Dạ đồng ý. Vì em cũng lớn gặp tuổi một rồi. Gặp dâu như thế này đúng không? Dạ. Rồi anh hỏi nè, cưới nhau xong về rồi có vỡ mộng gì không? Dạ vỡ mộng nhiều thứ. Không phải em. Dạ. Làm rầm mộng làm rầm. Dữ chưa? Dạ hồi xưa vợ em nhìn thấy hiền hậu dễ thương. Xong là lúc mà cưới về xong là đáng nhận hết. Nó như nếu bằng tay vậy. Lật tay vậy. Lật. Ủa là sao cụ thể? Dụ gì mà dụ? Cụ thể đó. Dạ, ví dụ như là rất là dữ lắm. Đánh chồng như là con vậy. Được luôn á hả? Dạ, ví dụ như giận cãi lộn quá là em đứng dưới đất thì vợ nhảy lên giường. Chống nặng lên nách vậy. Sao? Chồng mà là đồ đạc trong phòng luôn quăng hết. Đồ trong tủ quăng ra ngoài. Ủa không tưởng tượng. Đồ ở trong phòng thì quăng xuống qua cửa sổ, máy tính, tivi đặt hết luôn. Đặt luôn hả? Dạ. Có khi nào mà em phản ứng lại không? Dạ không. Em thì chịu đựng thôi. Mà quánh dữ dội nữa đúng không? Nhiều khi em ức quá thì em làm gì? Em bỏ đi ra ngoài. Ủa? Hai bạn ở đâu? Ở nhà? Mới đầu về thì cưới ở nhà em. À ở nhà em. Vậy là bạn này có khi nào mà giận chồng quá hay là làm quá lên rồi bỏ về nhà mình không? Làm hoài. Làm hoài luôn hả? Lần thứ nhất là lúc nào? Sau khi cưới được bao lâu? Cưới được tuần. Em nói anh không nghe nên em lấy đồ em bỏ về luôn. Nói gì mà không nghe vậy? Ảnh có cái tật xấu là ngủ mà không biết trời trăng mây gió gì hết á, cứ đặt xuống là ngủ mà đồng hồ reo cũng không dậy luôn. Mà tại vì làm ca kíp á là ảnh 3 giờ sáng ảnh phải dậy rồi. Nên là ảnh hay đặt đồng hồ reo 3 giờ dậy. Mà đồng hồ reo thì reo ảnh ngủ à. Chứ anh không dậy. Vậy thì đi trễ. Em hẹn tới 3-4 lần luôn. Vậy thôi là em xách vali về đó. Dạ tại vì em thì em hay khó ngủ. Em mà nghe tiếng đồng hồ reo á là em không ngủ lại được. Em thức tới sáng luôn. Cái là được 3-4 ngày cái em nói ảnh là anh ơi anh nghe đồng hồ reo là anh phải dậy để anh tắt đồng hồ reo để đừng để em thức dậy. Em thức dậy là em ngủ lại không được. Em nói không nghe, ảnh cứ vậy đó. Xong rồi qua tuần sau cái mắt em thành quờm như hai con gấu trúc vậy đó. Cái sáng hôm đó đồng hồ cũng reo luôn mà ảnh không dậy luôn. Em tức quá, 4 giờ sáng em xách đồ em đi về nhà em luôn. Rồi sáng thức dậy không thấy vợ mình đâu. Lúc đó thì em buồn ngủ thôi kệ ngủ luôn, mai dậy tính. Dạ, tại bữa đó em nghỉ nhưng mà em quên tắt chuông. Rồi cuối cùng sao mới tính được? Xong rồi chiều qua năn nỉ. Lâu không? Dạ em chỉ bắt ảnh hứa là sau này mà đồng hồ reo là phải bật dậy liền. Đừng để cho em thức dậy, em mà thức dậy là có chuyện. Dạ ảnh tập cái thói quen vậy luôn á. Vậy là tốt không? Bật dậy liền. Vậy là tốt, dạ. Nói chung là kéo vali về có hiệu quả không? Dạ. Rồi anh hỏi luôn là vợ em kéo vali về nhà mẹ đẻ là nhiều lần không? 3-4 lần. Có thể kể một câu chuyện tiếp theo về cái việc mà cô ấy lần đi về nhà lần thứ hai không? Dạ, lần thứ hai là em add fan lại mấy cái con yêu cũ em phải hút. Rồi, dạ sao? Em phát hiện. Ủa sao phát hiện được vậy? Thường là ngày nào em cũng vô em kiểm tra hết là xem like bao nhiêu hình gái, add fan bao nhiêu. Trời ơi, like bao nhiêu hình gái em biết luôn hả? Dạ, em hỏi tại sao cô này anh không làm chung, anh không bạn bè, không học chung gì hết mà tại sao anh add fan. Gái lạ quắc lạ quơ gì cũng add fan.
cái thông tin cá nhân của mình nó sẽ bị lộ ra. Sau này nó ảnh hưởng nhiều cái lắm. Em nói với chồng em, à chồng em không nghe. Cái cũng add friend gái lạ. Rồi cái em âm thầm em xóa những cái gái lạ đó đi. Ảnh bực mình, ảnh chọc tức em bằng cách là tìm mấy cô người yêu cũ add friend lại để em tức chơi vui vậy. Lúc mà em phát hiện ra vậy á, em cho căn phòng thành đồ bay hết luôn. Laptop bay, điện thoại bay, đồ đạc bay. Xong rồi em xách vali đi về nhà em. Lần đó về bao lâu? Lần đó em về một tháng luôn á chị. Thôi bây giờ lỡ là kể luôn lần thứ ba đi. Để ông này kể đi nè. Chồng kể sao? Chồng lý do sao? Sao? Cứ để vợ đi. Gần Tết rồi. Em đang bên nhà vợ em phụ dọn dẹp này kia đó. Thì rảnh cái em đi qua bên tiệm bên đường em cắt tóc. Cắt tóc xong về nhà cái vợ nhìn tóc em, vợ em không thích. Vợ nói là cái tóc cắt như cô hồn đó. Xài xẻ em nói này kia, nó không thích tóc em, cấm anh cắt tóc này kia, em thấy nó bị xúc phạm cái quyền cá nhân của em á. Đã Facebook mà điện thoại là quản lý rồi, bận đồ cũng không theo ý mình, tóc cũng không theo ý mình nữa. Cái xong rồi tức quá em chào ba mẹ vợ em đi về luôn. Đi về luôn rồi coi như là lúc đó em ở nhà mẹ. Dạ em ở nhà mẹ nguyên Tết luôn. Tụi em mỗi lần mà giận nhau mà cãi nhau lớn như vậy là em là người đòi ly dị. Em đòi mấy lần rồi? Ba lần. Coi như ba lần bỏ nhà qua bên nhà mẹ là ba lần đòi ly dị. Dạ. Có lần nào ký không? Dạ thì lần cuối cùng là ảnh ký luôn. Nhưng mà sau đó em lên mạng em thấy ôi sao thủ tục ly hôn lằng nhằng quá. Nào là lên nộp rồi đóng phí rồi đợi mấy ngày rồi giảng hòa đủ thứ hết. Em thấy sao làm thủ tục kết hôn thì nhanh, sao làm thủ tục ly hôn nó lằng nhằng quá. Cho nên là em nói với chồng em á là thôi anh đi làm đi, bao nhiêu tiền em đưa chứ em không đi làm được tại vì em mắc đi làm về hành chánh rồi. Cái anh nói với em á là muốn ly dị thì em đi làm đi chứ sao em kêu anh đi làm cái đùng qua đùng lại cái tờ ly hôn nó còn giữ vậy hay dạ, xé rồi bỏ rồi anh. Chị hỏi nè, nếu như thực sự chuyện nó xảy ra thì chị hỏi thật luôn cả hai đứa, thì em có thấy hối tiếc không? Dạ có. Sau cái lần đó thì em mới nghiệm ra một điều là vợ chồng với nhau mà sống với nhau còn lâu còn dài, còn nhiều chuyện phức tạp hơn nhiều nữa. Mà khi hễ cứ mỗi lần mà cãi nhau là đòi ly dị, cãi nhau là đòi ly dị thì nó không phải là một cách giải quyết vấn đề. Nó chỉ là thể hiện cái bế tắc của mình trong giải quyết vấn đề thôi. Chị nghĩ rằng khi mà em đã nhận thức được điều đó rồi, chị hy vọng là đừng có lần thứ tư. Em cũng có đồng cảm với vợ em chuyện đó không? Dạ đúng. Em thấy chính xác là như vậy đúng không? Tại lúc đó em suy nghĩ là cưới vợ cực lắm. Cưới lần thôi. Cực quá mà. Giờ chị thấy như vậy nè. Vì chị có một cái cảm nhận như thế này. Ân có nhiều điều mà em không thể chia sẻ được với Vi. Đáng lý ra có những cái em muốn nói nhưng em chưa nói được. Chị biết chắc chắn như vậy. Còn về phía em á, em là một người rất là hiểu biết. Em không có nhìn gần, em nhìn rất là xa. Nhưng mà có đôi khi như vậy nè, mình có một người chồng, mình phải nghĩ rằng ảnh là chồng đó, đừng có nghĩ ảnh là cái vật sở hữu của mình. Em phải kích thích để mà ảnh phát huy những cái tiềm ẩn mà ảnh có. Chị nói ví dụ em phải tạo lòng tin là em tin chồng. Thì những cái chuyện ví dụ như là Facebook nè, điện thoại nè, em đừng control nhiều quá. Sau này em còn nhiều thứ để em phải lo toan. Về con cái, về cuộc sống, về kinh tế đủ thứ. Cho nên rằng em phải tập cái thói quen từ đầu là em rất tin anh. Và anh phải tạo được lòng tin đó đối với em. Có nghĩa là hai cá thể cùng phát triển tồn tại song song trong một ngôi nhà. Chứ không phải là đó là sở hữu của mình. Bỏ cái tư tưởng đó đi. Còn về phía chồng, em có những cái gì em phải tâm sự với vợ em. Tại vợ em là người rất hiểu biết. Em nói mà cổ không thể nào mà cổ cãi được thì cổ sẽ nghe. Chị nghĩ là như vậy thì tụi em mới không có lần thứ tư. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Thay đổi nha. Cảm ơn em.